Điểm là 28. Là có điểm liền cho em hay là bây giờ thi rồi đợi ít khi nữa, ý là mình có điểm rồi nhưng mà ý là mình biết mình đậu trong trường đó chưa, chưa có điểm điểm ngành nữa chưa, Chưa à chưa qua. hả? Dạ. Để cô gõ cái ID vào cho cái lớp mình, lỡ có đâu lớp mình vào cái liên không được thì còn gõ được cái ID. Môn anh em thi bao nhiêu phụ mai anh? Môn anh em thi bao nhiêu? Hôm nay em được 94 ạ. Vậy là em là học sinh ưu tú của trường rồi đúng không? À, dạ vâng ạ. Cũng vậy vậy. Hà Nội luôn hả? Dạ. Ừ. Em học ở Nam Định mà con. Ai ở Nam Định nữa? Bữa cô hỏi nhiều lắm, cô có nốt lại trong vở rồi, nhưng mà vở cô để đằng sau á, cô không có nhớ hết. Em ở Nam Định. Hà Nội thì cô đi rồi, cô chưa ra Nam Định bao giờ. Nam Định có chỗ nào đẹp không em? Em cũng không biết đâu bạn, nhưng mà em biết là Nam Định sẽ có nhiều đặc sản. À, Nam anh Định định năm nào cũng điểm cao. nhưng mà điểm điểm trung bình cao thôi chị ạ, chứ còn em thấy như kiểu là điểm đấy thì nó cũng không cao lắm đâu, kiểu như mấy bạn điểm cao gánh còng lưng luôn đấy ạ. Lại khiêm Không, không thật nha cô. ủa hồi ấy ai là người phát hiện ra 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 Mai Anh nhỉ? Phương Linh phải không ta? Phát hiện ra Mai Anh điểm điểm 10 môn văn á. Chị phải. Đấy ạ. Xong rồi hôm nay em mới lướt, em đang lướt newsfeed thì em mới thấy được 10 môn văn tên Mai Anh, em đọc em lướt qua em mới gửi vào. Hạnh diệu quá ơi, mình học chung với thủ khoa môn văn nè. Áp lực lắm cô ạ, không thích tí nào. Ủa vậy báo chí có đến nhà em không không Mai Anh? Cô thấy bình thường là mấy đứa mà thủ khoa hay gì ông văn là báo chí hay đến nhà rồi viết bài tùm lum á. Em cũng không biết, hiện giờ thì chưa có, chủ yếu là báo người ta gọi điện về, gọi À. điện gọi qua số điện thoại hay à, Ừ. còn mấy nữa thì em cũng không biết. Ồ.
Hello Tâm. What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. Got my head spinning. No kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride. And I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. Cause all of me loves all. Just you call art. Fuck you any friends that I'll never see again. Everybody but your dog, you can all fuck off. I swear I meant to mean the best when it ended. Even tried to bite my tongue when you saw shit. Now you're texting all my friends asking questions. They never even liked you in the first place. Dated a girl that I hate for the attention. She only made it 2 days, what a connection. It's like you'd do anything for my affection. You're going all about it in the worst ways. I was into you, but I'm over it now. And I was trying to be nice, but nothing's getting through, so let me spell it out.
What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. Ay, what you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. She say that I'm cool. That's right. I'm like, yeah, that's true. I believe in G-O-D, don't believe in T-H-O-T. She keep playing me dumb, I'm a player for fun. Y'all don't really know my mental, let me give you the picture like stencil. Falling out in a drought, no flow, rain was I'm pouring down. See, that pain was all around, see, my mode was kinda lounge. Didn't know which way to turn, flow was cool, but I still felt burned. Energy up, you can feel my surge, I'ma kill everything like this purge. Let's just get this straight for a second, I'ma work, even if I don't get paid. Rồi bắt đầu mình học nha lớp mình. Trước hết cô điểm danh một chút nha. Tính vào cho em. Có. Khánh Tâm. Dạ có. Rồi bật hết khao lên cho cô nào, trừ Tâm ra thôi, còn ai cũng bật hết khao cho cô nha. Tâm, tại Tâm chưa có cái ấy á. Thì còn lại các bạn khác bật hết lên cho cô nha. Linh Nguyễn. Linh Nguyễn vẫn chưa thấy. Ngân. Ôi em à. Ờ, Ngọc Lan. Các em nào. Mai Anh. Có. Phương Linh. Có. Phương Thủy, Thủy Phương hay Thủy Phương nhỉ? Thủy Phương đúng không Phương? Thủy Phương đúng không? Dạ có. Thủy Phương. Thủy Phương dấu huyền hay là dấu dạ, hỏi? Dấu hỏi. À dấu hỏi Thủy Phương. Chúc. Hả? Rồi đủ 8 bạn ha. Rồi. Các em làm bài tập về nhà hôm bữa chị Linh giải các em hiểu bài không? Xong hết không? Có ai thắc mắc gì không? Bài tập về nhà các em. Rồi không hỏi là không thắc mắc đúng không? Không có ai thắc mắc đúng không? Ý là nếu thắc mắc thì cô sẽ dồn lại rồi cô giải một bữa. Nhưng mà nếu không thắc mắc thì thôi. Rồi không thắc mắc gì cô quá nha. Rồi trước hết nhìn cho cô này. Hôm trước là mình học tranh tả người, một người đúng không? Xong tranh tả nhiều người. Bây giờ hôm nay mình sẽ học tranh tả vật như lớp mình. Miêu tả vật. Trước hết phần 1 này, tổng quan về tranh miêu tả vật. À, Phương, cao đâu Phương? Thủy Phương, cam đâu? Dạ chị đợi em xị. Ok, mạnh dạn lên nha, không có gì ngại hết. Rồi nè, tập trung nha lớp mình. Bây giờ phần tranh tả vật này các em. Tranh tả vật thì đã trả vật rồi thì sẽ không xuất hiện người trong đó nha các em. Tranh tả vật là không xuất hiện người trong đó và mà chỉ xuất hiện những đồ vật thôi. Vì thế cần nắm được các đáp án có lời giải thích về mối liên hệ giữa vị trí này hoặc là trạng thái của các sự vật xung quanh, được chưa? Bởi vì nó không có người nên em nghe các câu mà có người trong đó là em loại. Em nhớ cho cô, tranh một người này, tranh nhiều người này và tranh chỉ tả vật, tức là tranh không có người, chỉ miêu tả vật hoặc là quang cảnh thôi. Em có phân biệt được mấy cái tranh đó để khi em làm nó dễ hơn. Tóm lại là khi tranh tả vật thì em sẽ để ý cái mối liên hệ giữa vị trí, trạng thái của sự vật thôi, còn nhắc tới người thì em loại. Tranh miêu tả vật là một tranh. Hello Phương. Cái gì đây? Phương Linh. Em đang bật mic mà em nói hơi to. Rồi không sao. Xin lỗi. Không sao. Rồi đây, tranh tả vật là tranh dạng khó nha các em. Em thấy trả người nó dễ nhưng mà tả vật nó khó. Thứ nhất là cái đồ vật lỡ biết đâu có đồ vật em lại không biết nghĩa là gì rồi sao. Và cũng có trường hợp nó chung chung nữa nên tranh cả vật nó khó. Các đáp án nó đa dạng. Nhưng được một cái là biết sao, tỷ lệ tranh tả vật ở trong phần 1 nó sẽ nhỏ hơn dạng tranh tả người. Đó, nó đỡ cho em được cái đó. Tranh tả vật tuy nó khó, nhưng mà nó ít hơn tranh tả người, nên thành ra đỡ cho đó. Mà trong đề thi á, thường là chỉ có một hoặc là hai bức tranh tả vật thôi. Mà thường có thấy đa số là chỉ có một bức tranh thôi, cùng lắm là hai bức. Bởi vì có 6 bức thôi mà, 6 bức tranh thôi. Thì cô bình thường theo cô thấy là chỉ có một bức tranh thôi, một bức tranh tả vật. Còn lại 6 bức tranh là có người trong đó hết. Nhưng mà xui lắm thì có thêm một bức nữa là hai bức tranh nữa. Nhưng mà thường là một bức tranh thôi. Rồi, cô ví dụ.
Vậy tóm lại nhớ cho cô nha, tranh tả vật là không có người trong đó. Thì em sẽ để ý cái mối liên hệ giữa sự vật với lại cái vật á, vị trí á, với lại trạng thái cho cô là được. Rồi cứ vậy mà làm thôi. Bây giờ cô giả sử bây giờ cái tranh này đúng không? Em nhìn vô tranh này. Tranh này trước hết là em nhìn thấy không có người, chứng tỏ nó là thuộc tranh có vật, tranh tả vật, được chưa? Vậy trước hết em nhìn vào thì em phải nghĩ ngay tới thể bị động cho cô, phải nghĩ ngay đầu tiên luôn, bởi vì bị động, bởi vì vật thì làm sao nó hoạt động được đúng không? Vì thế khi cái tranh tả vật em phải nghĩ ngay tới bị động liền nha các em, phải để ý cho cô trường hợp đó, bị động là phải nghĩ ngay tới đầu tiên. Cô ví dụ những cái này nó gọi là cords, những cái cây xe gì đó, cây xe đẩy, cords là những cây xe đẩy hả? Những cây xe đẩy này stopped nghĩa là gì, ai nhớ? Ai nhớ đó nghĩa là gì? Stopped, hôm trước cô nhớ cô nói rồi á. Đúng ạ. Đúng rồi, chất đóng hoặc là chất thành đóng hoặc là xếp một cục, xếp lại một cục hoặc là xếp lại một đống, được chưa? Vậy trong này em nhìn cho cô này, những cái xe này được, mình dịch là được xếp đi hả? Được xếp một cách rất là gì? Gọn gàng, neatly là gọn gàng nhé em nào không biết thì ghi vào, neatly là trạng từ gọn gàng, được chưa? Những cái xe này được xếp rất là gọn gàng, bị động được xếp rất là gọn gàng, thì câu đầu tiên là đúng rồi nè, em thấy chưa? Thứ nhất là cấu trúc bị động đây, be verb ed cột 3 là bị động nha các em. Sau ít bữa nữa thì các em sẽ học về bị động, nhưng bây giờ cô nói trước, be verb ed hoặc là cột 3 đó là dạng bị động. Em nhìn thấy không? To be của em chính là are và động từ ed của em, vì thế nó thuộc cấu trúc bị động, được chưa? Thì trong này những cây xe này được xếp một cách gọn gàng, vậy thôi. Để ý cho cô, bởi vì thứ nhất là cords, em để ý nha, cây xe đẩy mà em hay đi siêu thị á, thì đó cũng gọi là cords luôn. Stock hay có trong TOEIC nên chú ý cho cô luôn nha. Được chất đóng, được xếp thành một đống. Rồi, tiếp theo, những cái cây xe này nó được đặt thành những cái hàng. Em nhìn thấy thành, cô thấy trong này là khoảng 2 cái hàng đúng không? Khoảng 2 hàng này, thấy không? Thì lúc này này, lại là be này, be của em chính là to be. Put là verb 3 của nó, verb 3 là put này các em. Còn be của em chính là be đó, thì vẫn thuộc be verb ed cột 3 nè. Vì thế nó vẫn là bị động. Những cái xe này nó được đặt thành những cái hàng. Nó được đặt chứ đâu, nó đâu có tự nó đặt được đâu. Đúng chưa? Vì thế nó được đặt. Vậy em nhớ cho cô cái đầu tiên là bị động nha. Cực kỳ kỹ nha. Nè, nó không thể nào tự chất đóng được. Nó không thể nào được đặt thành hàng được. Nó không thể nào tự đặt thành hàng được. Vì thế nó phải được đặt và được xếp thành một đống. Và để cho cô từ like nha. Like trong sĩ hay có đó, thành hàng á. Tiếp theo nè, em nhìn cho cô điểm giống và điểm khác nhau giữa các sự vật. Nhưng trong này em nhìn như thế này thì giống chứ đâu có khác nhau gì đúng không? Nếu như có khác nhau thì em để ý điểm khác nhau. Mà nếu không có điểm khác nhau thì em để ý cho cô điểm giống nhau. Được chưa? Và ngược lại. Thì điểm giống nhau là tất cả những cái xe đẩy hàng này đều giống nhau. Identical là giống nhau luôn á. Em thấy nó giống nhau không? Giống như cùng một loại đó nên nó giống nhau. Identical để cho cô là giống nhau nha. Tất cả để cho cô. Tất cả những cái xe này đều giống nhau. Tiếp tục. Non là không này các em, non là không. Không có cây xe đẩy nào được chất với hàng hóa. Tức là cây xe đẩy, không có cây xe đẩy nào được chất với hàng hóa hết. Nè em thấy không, nó trống rỗng nè. Hoặc cái câu này em có thể nói là all the cars are empty cũng được. Tất cả những cây xe này thì đang trống. Empty là trống nha các em, empty là trống. Tức là tất cả những cây xe này đều đang trống luôn. Vẫn đúng luôn, được chưa? Đó là điểm giống nhau của nó, đều đang trống. Được chưa? Đây là sự giống nhau và sự khác nhau của nó, nhưng trong hình chỉ có giống nhau nên cô phân tích giống nhau. Còn những bức tranh nào các khác nhau thì mình sẽ phân tích khác nhau sau. Ngoài ra em xác định vị trí giữa các đồ vật. Ví dụ em nhìn cái hình này đúng không? Thì em sẽ có là gì? Một số cây xe đẩy á, thì được, lại là bị động đó em. Em thấy bị động không? Nó không thể nào nó được đặt được, mình nó không thể nào tự đặt được, mà nó phải được đặt dọc theo cái tường. Nè em thấy nè, những cái cây xe trong này nè. Những cây xe trong này nó được đặt dọc theo cái tường này, mà những cây xe trong này nhà ngoài này nó không có đặt dọc theo, nên là họ nói chứ sum là như vậy. Sum tức là một vài cái cây xe đẩy thì được đặt dọc theo cái tường. Dọc theo cái tường chính là cái vị trí, được chưa? Tóm lại cho cô nhìn vào hình, nghĩ ngay tới cấu trúc bị động, bởi vì vật thì không thể nào tự nó làm được. Cái thứ hai, nghĩ tới cho cô điểm giống và điểm khác nhau của các sự vật trong đó. Có giống nhau phân tích giống nhau, có khác nhau phân tích khác nhau. Cái thứ ba, nghĩ về vị trí của sự vật trong đó, dọc theo cái tường nè, hoặc là kế bên cái bàn, kế bên cái ghế, ở dưới cái cửa sổ, cô ví dụ như vậy, đó là vị trí, được chưa? Cô qua phần này nha, các bạn nào thắc mắc gì hay là có từ nào không biết thì hỏi cô nha. Từ load này là giống như được chất lên nha các em, load là được chất. Nè, cô thấy có từ mới này mà không biết các bạn nào biết chưa, sẵn cô nói luôn, không có xe để hàng nào được chất lên. Với lại hàng hóa này, items là hàng hóa, món hàng đó, load là được tất, được chất,
chất bị động không? Bị động này thấy không? Toàn là bị động không thôi. Qua qua nha, tiếp tục nè. Nhưng mặc dù tranh vật nó khó đúng không? Nhưng nó có vài cái tip cho em. Một vài cái tip cho em. Mà cái tip này cực kỳ quan trọng nha. Bởi vì sao? Cái phần tranh chỉ người với lại tranh chỉ tranh người với lại nhiều người đúng không? Nó đâu có tip gì đâu. Hoặc nó có rất là ít tip. Nhưng mà tranh tả vật nó lại có nhiều tip cho các em. Mặc dù nó khó nhưng nó có tip cho các em. Phương ơi, bật cam lên. Cô lại không thấy Phương rồi. Bật cam lên Phương ơi. Rồi, tiếp tục nè nha. Em để ý cho cô, nếu như mà em thấy câu tranh không có người trong đó, em để ý cho cô không có người mà em nghe đáp án là being, thì em loại ngay đầu tiên cho cô. Bởi vì sao? Không có người đang hoạt động làm sao being được? Nè, lý do này, being là dạng bị động của cái gì đó đang được làm. Để cô mở nhỏ lại nó mắt đi cái đây rồi. Đang được làm, cần có người đang làm, trong khi tranh miêu tả vật lại không xuất hiện cái hành động của con người. Các em nhớ hôm bữa có cái hình mà người đàn ông đang bấm cái máy tính đúng không? Cái bài đầu tiên đó, người đàn ông đang bấm cái máy tính. Cái xong có một cái câu là thứ gì? The table is being cleaned. Em nhớ câu đó không? The table is being cleaned. Tức là cái bàn này nó đang được lau chùi. Trong khi ông này ông đang gõ cái máy tính chứ ông không hề đá động tới cái bàn đó luôn. Thì mặc dù nó có người nhưng mà cái chỗ being đó em có bị sai. Bởi vì nó không hề tác động. Được chưa? Tóm lại em hiểu cho cô á là tranh tả vật. Tóm lại tranh tả vật mà em nghe being thì em loại cho cô nha. Being em loại bởi vì nó tranh tả vật không có người ở đâu đó. Thì làm sao mà đang tác động mà nó đang bị được. Hình dung ra không? Nhớ nha. Tóm lại cứ nhớ cho cô. Tranh tả vật thì being em loại. Nhưng trừ một trường hợp đây. Có ngoại lệ nhắc em. Trừ một trường hợp đấy là being display. Đây cái trường hợp này mặc dù nó có being display. Nó bằng với lại on display nha. Nó nghĩa là đang được trưng bày. Thì cái câu này em vẫn tính nó đúng nha các em. Tức là các trường hợp being khác tả vật em loại, nhưng trường hợp being displayed thì em không loại nha. Em phải xem xét xem nó đúng hay không nha. Bởi vì being displayed nó bằng với lại on display, tức là đang được trưng bày. Cô ví dụ, Phương đâu rồi Phương? Đối với bức tranh có hàng hóa hoặc đồ vật được trưng bày đúng không? Thì ta có thể dùng being displayed dù tranh không có người. Bây giờ riêng cái phần bây giờ có một đầu tiên này nhớ cho cô nè. Cả lớp tập trung nhớ cho cô nè. Tranh chỉ vật nó khó. Tóm lại là khi có tranh chỉ vật thì em nghe từ being là em loại. Nhưng trừ trường hợp being display thì em xem xét xem nó đúng nghĩa hay không nha. Còn nếu như trường hợp being khác, ví dụ như là being clean, đang được dọn dẹp thì em loại luôn cho cô chứ không có nói nhiều. Không có người trong đây mà dọn dẹp cái gì. Mà đang dọn dẹp cái gì đúng không? Thì em loại cho cô, nhưng being display em phải xem xét nha, nhớ cho cô trường hợp này. Cái thứ hai, loại các đáp án xuất hiện danh từ chỉ người đi. Bởi vì tranh có vật hoặc phong cảnh thì nó không có người mà bây giờ danh từ người xuất hiện thì em loại thôi, giờ sao? Đúng chưa? Đây, các cái danh từ chỉ người hay xuất hiện nè, a man, woman, women, em nhớ cho cô hai từ này đọc khác nhau nha, women. Person, people, tức là một người đàn ông, nhiều người đàn ông, một người phụ nữ, nhiều người phụ nữ, một người và nhiều người. People là số nhiều, nhiều người ha. Tiếp tục, patron là khách quen. Có từ patron em rất là hay gặp trong TOEIC nha. Từ patron em rất là hay gặp trong TOEIC á, khách quen. Giả sử em đi ăn nhà hàng hay là em vô thư viện gì đó, em thường xuyên đi thì đó em cũng gọi là patron. Tiếp tục, waiter là cái người phục vụ, waitress là nữ phục vụ, shopper, người mua sắm. Salesperson, customer, cashier. Cashier là cái người mà thu ngân đó em. Giả sử em làm ở nhân viên bên CGV á. CGV đó, cái chỗ mà đặt chiếu phim đó, em thu ngân thì nó gọi là cashier, hoặc là em làm trong Circle K vân vân. Em tính tiền á. Pedestrian là người đi bộ nha các em. Bạn nào không biết ghi vào cũng hay gặp trong TOEIC á. Người đi bộ nhớ nốt vào, chăm chỉ lên cho cô nha. Cyclist nó bằng với lại bicyclist, tức là người đi xe đạp. Em cứ nhớ cho cô cycling, bicycling á, biking luôn á, chính là xe đạp á. Hai từ này chính là người đi xe đạp nha. Police là cảnh sát, passenger là hành khách, driver tài xế, commuter là người di chuyển đi làm á, người đi làm mà người ta đi bằng mấy cái phương tiện công cộng á, đi bằng tàu hay đi bằng xe bus gì đó. Được chưa? Người đi làm, người di chuyển đi làm á. Hoặc là trên sân khấu thì em có gì? Trên sân khấu thì em có audience, khán giả. Musician là gì? Nhạc sĩ, performer là người biểu diễn, được chưa? Tóm lại thì có hai cái mẹo bự cho em. Một cái mẹo thứ nhất là loại being trừ trường hợp being displayed ra.
Mẹo thứ hai là em nghe có xuất hiện cái người trong đó là em loại thôi, chứ không có nói nhiều, được chưa? Bởi vì tranh không có người mà tự nhiên nhắc tới người trong này. Tranh có sao thì mình làm như vậy, mình không có tưởng tượng ra nha. Tranh có sao thì làm như vậy. Các em thắc mắc cái gì chỗ này không? Có ai thắc mắc gì không nhỉ? Nhớ nha các em, tuy tranh tranh chỉ vật nó khó nhưng mà nó có mẹo cho em hết á. Rồi, bây giờ cô giả sử cái tranh này đi. À, em chọn cái gì? Chat vào cho cô đi. A, B, C, D, đọc nhanh rồi chat vào cho cô. Các em đọc nhanh chat vào. Cô thấy có một bảng đáp án rồi nè. Đọc nhanh chat vào cho cô các em chọn cái gì. Ủa, Phương Linh chưa vô luôn hả? Để cô nhắn Phương Linh xem. Dạ. À nhầm, cô xin lỗi. Nguyễn Linh. Linh Nguyễn ý. Cô xin lỗi nhầm. Rồi, cô thấy đáp án này. Mai Anh 1, Ngân 2, Tâm 3, Lan 4, Trúc 5, Linh 6, Tính 7. Bạn ở đâu? Phương đúng không Phương? Phương chỗ gì Phương? Cô em bấm đáp án đó mà nó vẫn qua được rồi. Ủa em rồi hả? Đưa cho cô coi thử. Cô chưa thấy qua. Lớp mình có bạn nào thấy áp đáp án của Phương qua không? Cô chưa thấy qua đó Phương ơi. Ủa em thấy rồi hả? Ấn everyone đi. Là sao? Đừng gửi cho riêng em. Ý là... À rồi, cô thấy đáp án của Phương rồi ha. Rồi, cô thấy đáp án của Phương rồi. Rồi, tất cả đều chọn C. Vậy bây giờ cô hỏi từng bạn nha. Rồi, Phương đầu tiên đây, sao em loại câu A vậy Phương? Dạ, em nhìn vô thả câu C là em thấy những bức tranh đáng treo ở trên tường. Rồi, nhưng mà cô muốn biết nếu mà cô A vậy là cô A sai đúng không? Vậy tại sao cô A sai? Dạ, tại có danh từ ở đâu của chị người á. Danh từ nào chỉ người em? Danh từ chỉ người, danh từ đâu? Some customers are sitting in a cafe. Vậy theo em là em nói là có danh từ chỉ người, danh từ nào chỉ người đâu? Chấm customer. Ừ. Vậy customer đây là ai em biết không? Khách hàng. Đúng rồi, customer là khách hàng, được chưa? Customer là khách hàng mà trong hình đâu có khách hàng nào đâu, đúng chưa? Đôi khi em nhìn vào em nghe người đọc some customer. Nếu như mà em muốn nghe hết câu thì càng tốt, nhưng nếu em không được nghe, em không nghe hết câu được đúng không? Ví dụ như hồi nó là all sitting in a cafe, nó quá nhanh em không có nghe kịp, thì em nghe some customer thôi là em biết đáp án A, em loại rồi, được chưa? Đôi khi em chỉ còn nghe thôi là em thấy em loại rồi, nhưng mà em nghe hết câu thì càng tốt. Cô dịch câu này nha. Thôi Phương dịch cho cô câu này đi Phương, câu A dịch sao cho Phương? Câu A dịch sao Phương? Có một vài khách hàng, sao? Khách hàng là đang được ngồi ở trong cà phê. Đúng rồi, đang ngồi trong cái quán cà phê, được chưa? Nhưng mà ở đây không có ai hết nên là câu A mình loại. Nhớ chưa cả lớp, câu A đơn giản là mình chỉ loại, mình thấy customer mình loại thôi. Rồi Phương Linh mới ở đâu? Cô B sao loại lên? Phương Linh. Cô là tại có being ạ. Being. Được chưa? Dịch cho cô con này luôn đi Phương Linh ơi. Cái bàn và cái ghế đang được dọn. Đúng rồi, những cái bàn và những cái ghế đang được dọn dẹp sạch sẽ, đang được lau chùi được các thứ. Nhưng em nhìn đây trong này không có người thì ai đâu mà lau. Ví dụ có người đó đang lau thì là đang được lau, nhưng bây giờ không có người thì không thể nào đang được lau được, nó sai chỗ being, được chưa? Đôi khi em nghe cái mẹo vậy là em dựa vào những cái tip ở trên là em có thể loại được. Câu C thì quá dễ thôi, dịch cho câu C đi Mai Anh. Em thưa cô là có một vài bức tranh đang ở trên tường ạ. Đúng rồi, có một vài cái tranh trên cái tường. Câu đi tại sao sai đây Chúc? Bởi vì có musician ạ. Ừ, musician là ai em? Nhạc sĩ ạ. Ừ, một cái người nhạc sĩ đang chơi đàn.
piano, được chưa? Mà trong này là không có người nữa. Nếu mà đằng sau em nghe được là playing the piano thì nghe càng tốt. Còn nếu như mà nghe không được đằng sau, nghe a musician một cái là thôi loại luôn. Bởi vì đâu có người nào ở đây đâu, được chưa? Đôi khi chỉ nghe khúc đầu vậy thôi. Rồi đáp án của mình là câu C, được chưa? Ngoài ra ví dụ như em cũng có thể làm cái câu này, em có thể share được gì không? Ví dụ there is a piano in the room, có một cái piano trong cái phòng, có ví dụ như vậy. Hoặc là gì? Some chairs are placed, được đặt á, are placed around the table, được chưa? Có những cái ghế đang đặt, được đặt vòng quanh cái gì? Được đặt ở vòng quanh cái bàn nè, xung quanh cái bàn nè, được chưa? Bởi vì câu đó khá là dễ rồi. Đây họ cũng phân tích cho em rồi ha. Như hồi nãy em đã phân tích đó. Câu A customer loại, câu B being loại, câu C đúng, câu D có musician loại, được chưa? Giống như cái hồi nãy các em vừa phân tích thôi. Nên các em nhìn thấy nè, khi mà các em áp dụng mẹo trong tranh chỉ vật á, thì sẽ loại trừ được các đáp án sai, cho dù đôi khi chúng ta chưa nghe hết được các phương án miêu tả. Giống như câu A đó, em nghe customer là em thấy em loại rồi, em đâu còn nghe hết đâu. Nghe hết thì giống như em càng tốt thôi, còn nghe hết thì nghe tới đó là em biết sai rồi, được chưa? Bây giờ là một cái thủ thuật, tức là một cái tip nữa, ăn trọn điểm part 1 ha. Đây, tức là mặc dù tranh chỉ vật nó khó, nhưng mà được cái nó có nhiều cái tip để cho mình áp dụng nha. Thứ nhất là gì? Nắm bắt từ works trong các bức ảnh miêu tả về công việc. Bởi vì work nghĩa là công việc mà, đúng chưa? Vậy những bức ảnh về các nhân vật đang làm ngoài trời hay xuất hiện, không chỉ là tại hiện trường xây dựng nè, không chỉ là tại hiện trường xây dựng, mà các công việc ở trên nóc nhà hay là sửa chữa nhà cũng có thể đưa ra, cũng có thể được đưa ra. Và work là yếu tố cần phải ghi nhớ đầu tiên. Tức là khi em nhìn vào hình, đúng không? Em thấy có người ta đang sửa nhà nè, đang trên nóc nhà nè, đang ở hiện trường xây dựng nè, liên quan tới cái việc xây dựng đó, xây nhà rồi đó. Mà ở ngoài trời á, thì em hay để ý từ work cho cô, được chưa? Cái mẹo để em làm á, cô nhắc lại này, em mà thấy là đang xây dựng là bọn này trên nóc nhà, sửa chữa cái gì đó mà ở ngoài trời á, thì em nhớ để ý của từ work nha. Cô ví dụ, em nhìn cái người này đúng không? Em thấy không? Ông cầm cái búa như thế này là mình biết là đang sửa chữa này, đội cái mũ nữa, rồi đang ở ngoài trời, đang leo lên này, ở dưới này cái tape measure nó, cái thước này, được chưa? Thì em nhìn vô cái này á, thì em có thể nói là the man is doing some construction work. Một người đàn ông đang làm một số công việc xây dựng. Đây là miêu tả gì? Miêu tả chung đó các em. Đây là miêu tả chung á. Em nhớ hôm bữa miêu tả tổng quát không? Miêu tả tổng quát nè. Thay vì mình nói là ông này ông đang cầm cái búa, he is holding a hammer, thay vì nó đang cầm cái búa thì không, nó là ông này đang làm một số công việc xây dựng, có phải nói chung chung không? Được chưa? Vậy tóm lại nhớ cho cô, tuy là bức tranh chỉ người nhưng mà đây là cái mẹo để cho em áp dụng này. Cứ thấy cái việc mà xây dựng sửa chữa đó thì em để ý ngay cho cô cụm này, some construction work. Vậy hoặc em nhớ cho cô construction work thôi cũng được, tức là công việc xây dựng, hoặc em nhớ cho cô cụm repair work. Nhớ cho cô hai cụm này nha. Cái cụm này là để cái cụm mà em ăn điểm đó. Anh ấy đang làm một số công việc sửa chữa nè. Cũng đang nói chung chung luôn. Vậy cũng đúng, không có nói cụ thể là anh ấy đang sửa chữa cái mấy nhà hay đang sửa chữa cái cửa sổ gì hết, mà nói đơn giản anh ấy đang làm cái công việc sửa chữa, anh ấy đang làm một số công việc xây dựng. Đó, vậy thôi. Đó là gọi là diễn tả chung chung đó nha em, diễn tả tổng quát. Tóm lại nhớ nốt vào cho cô nha, khi mà thấy xây dựng nè, sửa chữa nhà, nóc nhà đó, thì nghĩ ngay tới cụm construction work với lại repair work cho cô. Đó là cụm ăn điểm. Qua cái chỗ này nha, nhớ học. Rồi cái thứ hai, hồi nãy là cái thủ thuật đầu tiên, số 1 nè, thủ thuật đầu tiên. Bây giờ có thủ thuật số 2, tức là tip số 2 cho các em nè. Phương đâu rồi Phương? À đây cô thấy rồi. Tại em hay tắt camera nên cô mẹ em biết thôi, nên em đừng có tắt nó nha. Rồi cái thứ hai này, thủ thuật thứ hai này nha. Đây, những cái bức tranh đang nhìn đúng không? Bình thường đang nhìn em dùng cụm từ gì tính? Nhìn em dùng cụm gì tính? Look. Thiếu. Look at. Đúng rồi, look at đúng không? Mà đang nhìn sẽ là looking at, đúng chưa? Look em phải nhìn theo cái nhiều cái. Look at nghĩa khác, look into nghĩa khác, look up nghĩa khác, vân vân. Look for nghĩa khác nữa, nên em phải đi đúng cho cô nha. Này, bình thường nếu mà em đang nhìn thì em sẽ dùng là looking at. Đương nhiên là có những cái câu nó sẽ làm looking at dễ cho em, nhưng những số câu nó sẽ không dùng looking at, nó dùng là examine. Nhớ cho cô nha, examine cũng là looking at luôn á, nó nghĩa là xem xét nha các em.
xem xét. Nhớ nha, nó dùng từ đồng nghĩa đó. Xem xét, nhớ nốt vào. Tức là ý cô nói ở đây, đôi khi họ không dùng looking at, họ dùng examine. Mà từ examine rất là hay có trong chú ý. Đó là lý do nó có trong cuốn sách này. Trong các bức tranh nhân vật thì những bức tranh đang nhìn, có một nhân vật đang nhìn vào cái máy tính hay là một quyển sách hay là một động cơ thì thường hay xuất hiện. Đương nhiên là cuốn sách, máy tính, động cơ hay xuất hiện. Đương nhiên nhìn cái khác cũng có. Ví dụ nhìn quần áo, rồi nhìn cái gì nữa, nhìn mắt kính. Đương nhiên nhìn những cái khác cũng có nha. Ý cô nói là máy tính, quyển sách và là động cơ thì hay xuất hiện thôi. Đương nhiên vẫn có cái chỗ khác, nhìn cái chỗ khác nữa. Thì bình thường thì sẽ dùng từ look, cụ thể là look at nha các em. Look at đó, viết verb in là looking at đó, thì hay được sử dụng. Thì ví dụ như là the man is looking at the book, the computer, the engine. Nghĩa là người đàn ông đang nhìn vào cuốn sách, máy tính, động cơ, máy móc. Nhưng hãy chú ý đến sự xuất hiện của từ examine. Cô giả sử bây giờ cái câu này cô không muốn dùng là looking at, cô dùng là the man is examining at, examining the book, computer, engine nha. Nhớ cho cô, look thì em có at, nhưng mà examine em không có giới từ nha. Nhớ cho cô, examine là em tới tân ngữ liền luôn, không có giới từ. Nhớ cho cô nha. Tóm lại là cái từ look at nó bằng với examine, vậy thôi. Nè, ví dụ như em nhìn vào bức tranh này đúng không? Bức tranh này có thể lại nói là all people hoặc là three people are looking at the document, có ví dụ vậy, hay là paper, vân vân. Nhưng bây giờ cô không dùng looking, họ lại dùng gì? They are examining some paper, được chưa? Họ đang xem xét vài cái tài liệu. Em thấy không? Được chưa? Nên nhớ cái từ examine nha các em, cái từ rất là quan trọng á. Nói chung cái nào mà là cái mẹo thì các em nhớ nốt vào. Cái mẹo là cái giúp em tiết kiệm thời gian mà ăn điểm nhanh nữa. Cái mẹo là mình đúc cách ra mới được như vậy đó. Mình giải nhiều mình mới có được như vậy đó. Rồi qua nha. Cứ nhớ cho cô looking at nó bằng với examining. Được chưa? Và để ý cho cô luôn là dạng in luôn thôi. Bởi vì gì? Đang xảy ra mà. Đang nhìn thì đang xảy ra con. Thôi. Được chưa? Bây giờ cái thủ thuật thứ ba nè. Nếu em nhìn thấy cầu thang, để cô highlight lên. Nếu mà em nhìn thấy cầu thang đúng không? Thì hãy đợi các biểu hiện walking down, descending xuất hiện. Ý nói là gì? Khi mà em thấy cái cầu thang á, thường trong các đáp án của em sẽ có từ walking down hoặc là từ descending. Tức là em chỉ thường là đợi để nghe những cái cụm đó thôi á. Được chưa? Nhớ là cầu thang nha. Thì để cho cô walking down là đi xuống, descending cũng là đi xuống luôn. Hai từ này bằng nghĩa với nhau nha các em. Hai từ này bằng nghĩa với nhau á. Trong các bức tranh nhân vật đang đi xuống cầu thang, những em đang đi xuống cầu thang, thì hãy nghĩ ngay tới từ walking down. Họ đang chia cho em verb in luôn, bởi vì đó là hành động đang xảy ra. Nếu thay đổi cách nói thì vẫn có thể dùng từ gì? Descending. Tóm lại khi em thấy mà người ta đang đi xuống cầu thang thì em để ý cho cô từ walking down với lại từ descending. Nếu biết được điều này thì sẽ tạo ra được sự khác biệt. Ý nói là nếu như mà em biết được cái này thì giống như em sẽ là có cơ hội gì? Giành điểm so với những bạn khác. Được chưa? Có ví dụ, em nhìn cái hình này đúng không? Đây là em thấy cầu thang này, rồi em thấy bà này đang bước xuống đúng chưa? Thì the woman hoặc là she cũng được, is walking down the step, hoặc là she is descending the steps. Step là cái bậc thang nè các em. Step là bậc thang. Bậc thang. The man is descending the stairs. Stair là cầu thang. Bậc thang với cầu thang nhìn nhau thôi. Được chưa? Bậc thang là từng bước, từng cái nấc thang. Còn stair là cầu thang, là nguyên cái dãy cầu thang luôn. Nói chung là stair thì nó sẽ rộng hơn một chút thôi, bởi vì nó nguyên cái cầu thang luôn. Còn step là từng bước thang, từng nấc thang á. Tóm lại là em nhớ cho cô. Thứ nhất, để lát cô nói sau đi. Bây giờ giải từng bức tranh trước, lát cô tổng hợp sau. Bây giờ nhớ cho cô, thấy cầu thang là đấy cho cô walking down với là descending. Vậy cô mở rộng luôn. Vậy nếu như mà cầu thang mà em đi lên thì em sẽ dùng từ gì? Nếu mà em thấy người ta đi lên thì em dùng từ gì? Các em suy ra được cho cô không? Ngược lại á. Em là bật mic nào, nói cho cô nghe xem nào. Tâm, Lan, Ngân, có ai nói cho cô được không? Nếu mà đi lên thì sao? Đi lên cầu thang thì sao? Cô gợi ý từ walking down dễ nhất nè. Thì bây giờ em sẽ biến thành gì? Là gì? Không ai biết luôn hả? Đi lên. Đi xuống là walk down, vậy đi lên là gì? Walking up. Đúng rồi. Walking up, up with down nó ngược lại với nhau thôi. Bây giờ descending nó hơi khó một chút này, vậy đi lên là gì, các ai biết không?
ascending. Ascending. Được chưa? Đi lên. Được chưa? Ascending. Nó ngược lại thôi, ascending, nhưng mà trường hợp mà đi xuống cầu thang nhiều hơn nha các em. Các em viết bài kịp không? Nếu không kịp thì nhớ nói cô đợi nha, chứ hồi cô nói liên thiên hồi cô quên đó. Rồi cô qua nha. Cứ nhớ cầu thang đấy cho cô là walk, walk down với lại descending là được rồi, là đi xuống cầu thang á. Rồi bây giờ những bức tranh mà em thấy nè, mà em thấy là gì? Trưng bày sản phẩm. Sản phẩm trưng bày ra, họ trưng bày sản phẩm ra. Ví dụ như có thể là các bức tranh, hoặc là những cái quần áo, hoặc là những cuốn sách họ trưng bày ra, hoặc là những chai nước, ví dụ như vậy. Thì các em hãy chú ý từ on display với lại be placed. Hồi nãy nhớ on display nó bằng cái từ gì không? Bằng cái từ gì? Be in display. Đúng rồi, nó bằng với lại be in display. Be in display. ED nha, bởi vì bị động. Display. Bị động á. Đây, nhớ nha, em thấy trưng bày sản phẩm em nghĩ tới ngay từ on display, hoặc là be in display, hoặc là be placed. Be placed là được đặt, được đặt, được đặt, được chưa? Bị động. Nè, các bức tranh có hàng hóa được xếp trước cửa hàng thường rất hay xuất hiện các cụm từ on display hoặc là be placed, được chưa? Be placed là được đặt. Hãy cùng liên tưởng tới những bức tranh có sản phẩm như rượu được xếp trên giá. Ví dụ rượu được xếp trên giá của ví dụ đây là rượu là gì? Win. Why chúng mình why is được xếp trên giá của ví dụ như một là có thể dùng là is on display on the, ví dụ trên mấy cái kệ đi, shelf. Được chưa? Hoặc bây giờ cô muốn dùng on display, cô dùng là is being display hoặc being display. Hoặc là cô có thể dùng từ gì? Is, hoặc cô có chữ is sẵn rồi thôi nên cô không thêm nữa. Is placed, được chưa? Đó, được đặt ra những cái kiểu như vậy đó. Thì em để cho cô ba cụm này nè. Được chưa? Rồi bây giờ nhìn cho cô nè. Đây, bức tranh của em nè. Bức tranh của em đã có người ở đây nhưng mà người này không đáng kể hơn. Đây, chủ yếu là những cái đồ vật của em nè. Thì em nhìn cho cô nè, đồ vật có phải nè. Tùm lum thứ nó phơi ra, đĩa CD phải không? Đĩa CD rồi có chai gì rồi tùm lum hết. Mà thường họ cho em những cái đồ mà lộn xộn như vậy á, thường thì họ sẽ nói chung là gì? Là item lắm. Bởi vì nhiều cái lộn xộn như vậy làm sao mà nhận ra? Thường là họ sẽ nói chung chung là some items. Những cái món đồ thì đang được trưng bày, được chưa? Một số món đồ thì đang được trưng bày. Cứ nhớ cho cô cái gì mà đang trưng bày ra thì nhớ ngay từ on display. Và để ý luôn cho cô nhớ từ on nha. Có trường hợp trong cái phần đọc của các em, phần đọc phần 5 của các em á, họ cho chấm 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 display. Đằng trước điền dấu từ gì? On, in, at, with thì phải chọn on cho cô. On display, đang được trưng bày. Mặc dù nó mang nghĩa bị động nè. Thấy chưa? Nhưng mà nó là on display. Hoặc là some items are being displayed. Hoặc some items are placed on the table. Có biểu vậy được đặt ở trên cái bàn. Được chưa? Được đặt ở trên cái bàn. Nhìn cái này cũng nhớ chữ sale của cô. Nó thiếu chữ N, thiếu chữ S. Thiếu chữ S. Tôi nhớ kệ. Rồi. Tiếp tục nè. Một số quần áo thì đang được đặt ở trên cái kệ. Được chưa? Một số quần áo đang được đặt trên cái kệ. Quần áo đâu có tự nó đặt được đâu, nên nó phải đang được đặt trên cái kệ thôi. Được đặt, đang được phân. Chỗ này thay vì mình nói là không đang được đặt trên cái kệ thì đang được trưng bày trên cái kệ, tức là đang để trên cái kệ đó. Or some clothes are on display on the shelf cũng được luôn. Vậy tóm lại cho cô nhớ một cái thủ thuật thứ 4 nè. Khi em thấy mà bức tranh trưng bày sản phẩm thì em để ý ngay cho cô từ on display, being displayed hoặc là be placed, được đặt nha. Để ý cho cô, học tới đâu nhớ tới đó. Rồi, cái thứ năm của các em nè. Hình ảnh xếp hàng. Hình như hôm trước mình gặp cái hình ảnh xếp hàng rồi nè. Xếp hàng nè. Thì tương ứng với lại in the round. Ngoài ra em còn có từ line up nữa. Line up hôm bữa mình học rồi, nhớ không? Line up động từ. Row là hàng, nhớ các em. Row là hàng, in the row, hàng. Xếp hàng in the row hoặc là line up. Vậy bây giờ xuống em nhìn cái cô ví dụ này. Những hình ảnh mà có bàn ghế hoặc là những chiếc xe ô tô hoặc là những chiếc xe đạp hoặc là những cái gì nữa, những người cũng được, thậm chí người cũng được, hoặc là cái gì nữa ta,
những cái xe đẩy hồi nãy đó nhớ không, những cái xe đẩy vân vân mà xếp thành hàng thì cần chú ý nha, thì cần chú ý cho cô cụm này. Khi mà xếp thành hai hàng, trong này ghi lộn á, khi mà xếp thành hai hàng thì sẽ là into rows, giống như hôm bữa mình nhớ cái vụ mà cái bức tranh hôm thứ hai mình học là cái gì ta, những đứa trẻ mà nó ngồi thành hai hàng đó nhớ không, những đứa trẻ ngồi thành hai hàng mà bị sai đó, lẽ ra là nó ngồi thành ba hàng mới đúng, mà nó ngồi thành hai hàng mới đó là sai á, thì into rows nè. Còn nếu như mà xếp một hàng thì in the row, được chưa? Hoặc cách khác là line up. Đó, giống như cô nói trên, line up cũng là xếp hàng. Vậy bây giờ em nhìn cho cô dưới này đúng không? Bây giờ câu mẫu nó liên quan lắm này. Bây giờ em tưởng tượng những cái bàn thì được xếp thành một hàng. Bây giờ em tưởng tượng đi, em tưởng tượng trong cái lớp học của em đúng không? Có một cái bàn, có xếp một hàng thôi. Nguyên một cái bàn đó, nó xếp một hàng dài thôi. Thì đó là những cái đang mô tả cái hình của em. Được chưa? Xếp thành một hàng, những cái bàn thì được xếp thành một hàng. Rồi, bây giờ là cái hình của em nè. Những cái xe ô tô thì được đổ thành một hàng. Em thấy một hàng không? Được đổ thành một hàng này, được chưa? Nhưng trong này mà nó đổ thành hai hàng, mà trong này mà nói một hàng là sai, được chưa? Nhưng để ý cho cô là thành hàng là in the row, hai hàng là in two rows. Rồi, cái câu này em áp dụng dưới này cũng được luôn. Câu 2 với câu 3 em đều áp dụng được luôn. Nè, những cái phương tiện, bây giờ thay vì mình nói là the cars, bây giờ cô muốn nói cars, cô muốn nói cụ thể, cô muốn nói là gì, cô muốn nói tổng quan, là cô nói cái phương tiện, những cái phương tiện này được xếp trên cái đường, đường đi, được chưa? Đấy, những cái phương tiện được xếp trên cái đường đi đây, được chưa? Bây giờ cô thay vì cô nói là những xe ô tô được xếp trên đường đi, cô không muốn nói vậy, cô muốn nói tổng quan những cái phương tiện được xếp trên đường đi. Thì lúc này nè, in the row, row thì em trở thành giống như là một cái cụm danh từ vậy đó. Nhưng mà line up thì nó lại động từ, được xếp, bởi vì bị động nha em. Được xếp này, những cái xe này được xếp ở trên cái đường này, bị động chứ không thể nào tự nó xếp được, mà nó phải được xếp. Be verb ed cột 3 nè, bị động. Vậy tóm lại mục thứ 5 thì nhớ cho cô, nếu em thấy những hình ảnh mà xếp hàng thì nghĩ ngay cho cô thứ tự in row, tức là in the row một hàng, in two rows hai hàng, in three rows ba hàng, tương tự như vậy. Hoặc là từ line up. Nhưng cô thấy từ line up ra nhiều hơn nha các em. Cô thấy từ line up nó ra nhiều hơn là từ in the row á. Nhưng mà cứ nhớ hết cho cô đi. Bây giờ thủ thuật thứ 6. Mà hình như cũng là thủ thuật cuối cùng luôn. Đúng rồi, cũng là thủ thuật cuối cùng luôn nè. Những bức ảnh mà đang biểu diễn nhạc cụ. Tóm lại em thấy nhạc cụ. Thì hãy nắm bắt cái từ musical instruments. Musical instrument là nhạc cụ, được chưa? Thay vì, để con nói cho hết luôn chứ quên, những bức ảnh đang biểu diễn âm nhạc này trong nhà hoặc là trên đường, tóm lại là ở nhà trong đường, miễn là em thấy biểu diễn âm nhạc, thì những cái nhạc cụ trong bức tranh có thể là guitar hoặc là đàn cello. Cello thì vẫn là cello, tiếng Anh nó ghi cello như vậy thôi, còn guitar thì sẽ viết như thế này, guitar đó thì sẽ viết như thế này ha, còn cello thì vẫn giống như từ cello đó, hoặc là piano vân vân, thì em sẽ biến thành cụm từ là musical instrument, được chưa? Nó nói chung. Nếu như mà nó nói riêng, có thể nó thấy một người đang đánh đàn piano đúng không? Thì họ sẽ nói là gì? The man is playing the piano, đúng chưa? Nhưng bây giờ họ không muốn dễ dàng như vậy đối với mình, thì họ sẽ nói là gì? The man is playing musical instrument. Đó em thấy không? Họ thành ra nói chung, nói tổng quan đó, họ không muốn nói cụ thể, họ nói tổng quan. Thì mình cũng để ý cái từ tổng quan của cái mấy cái nhạc cụ là thành musical instrument nha. Nếu một nhạc cụ thì là instrument giữ nguyên như vậy, nhiều nhạc cụ thì là musical instruments, thêm s vào thôi. Vậy khúc nhạc tức là đang nói bài hát đó, tức là song đó, bài hát đó. Bây giờ họ muốn nói song, họ muốn nói là musical piece, họ nói là musical piece. Vậy tóm lại để ý cho cô thấy cái nhạc cụ thì thấy cái này, thì chọn cái musical instrument hoặc là musical piece thôi, nhạc. Hai cái cụm này thì thường hay có. Còn nếu như mà họ nói cho em cụ thể là the piano hay là guitar thì quá dễ rồi, cô không nói. Nhưng mà lỡ họ nói cho mình cái từ khó hơn thì mình để ý cái từ này cho cô. Cô ví dụ, một người đàn ông đang chơi một nhạc cụ, có thể là một cái piano hay là một cái gì đó. Nhưng bây giờ họ không muốn nói rõ là cái piano hay là cái guitar, thì họ nói là một người đàn ông đang chơi một cái nhạc cụ nói chung thôi. Được chưa? Giống như hôm bữa cái hình là thứ gì, ông ấy đang ăn một cái bánh sandwich hay gì đó, mà không có nói là ông ấy ăn bánh sandwich, mà ông ấy kêu ông ấy đang cắn đồ ăn, đang ăn đồ ăn vậy thôi, đâu có nói là bánh sandwich đâu. Tức là trường hợp này giống như là trường hợp tổng quan vậy đó em. Tóm lại em cứ thấy nhạc cụ thì em nghĩ ngay từ musical instrument. Tiếp tục, hoặc là từ instrument không cũng được, không cần musical cũng được, musical thì đầy ngữ nghĩa hơn, còn không instrument không cũng được nha.
Orchestra là gì? Dàn nhạc nha các em. Em nào không biết thì ghi vào dàn nhạc. Dàn nhạc, ví dụ em thấy nó có dàn nhạc giao hưởng, rồi có piano này, rồi có đàn cello, rồi có guitar, có tùm lum trong đó đó. Thì dàn nhạc giao hưởng này thì gì? Đang biểu diễn một cái ca khúc, thay vì họ nói là playing a music, hay playing a song, hay là playing a song hay gì đó, mà họ muốn nói vậy, họ nói là musical piece. Thì các em cũng biết cái cụm này nha. Cố gắng học những cụm này giống như mình học từ vựng vậy đó. Đây, được chưa? Thay vì cái chỗ này mình nói từng bạn, à bạn này đang thổi kèn, rồi bạn này đang guitar, vân vân các thứ, thì nói nguyên luôn, nói chung luôn, nó tổng quát là dàn nhạc này đang chơi một một ca khúc, thì câu này vẫn đúng cho trường hợp này nha. Để cho cô nhớ những cái nhạc cụ như vậy đó. Rồi, tiếp tục nha. Rồi, bây giờ trước khi qua phần 3, cô muốn nhắc lại một chút. Vậy, nếu như mà tranh chỉ vật không có người á, thì em sẽ loại những trường hợp nào đây? Cô hỏi vài bạn nha. Lan, tranh chỉ vật mà không có người đó Lan, thì em nghe những câu gì em loại? Những câu, những cái mẹo gì để em loại á? Being, cái thể rồi. Being cái gì nữa? Nhạc cụ. Be in với nhạc cụ hả? À không, chỉ là be in với động từ, be động với siêu của bài á. Be in với lại gì nữa Lan nhờ? Ý em bảo là be in với động từ chia cột 3. Đúng rồi, be in với động từ chia cột 3. Tóm lại em nghe be in em loại. Còn một trường hợp nữa là gì? Trường hợp nào em loại? Rồi, quên mất tiêu rồi. Tranh có vật, chỉ có vật thôi thì em biết trường hợp nào loại chứ. Và trường hợp nào nữa? Looking at. Không. Biết yên em loại còn gì nữa không Ngân? Em nghe có gì em loại nữa Ngân? Em chỉ người ạ. Đúng rồi, có người em loại chứ. Bởi vì chỉ vật không mà bây giờ có người thì em phải loại được chứ. Thứ nhất này nhớ cho cô này, being loại. Nhưng mà trừ trường hợp being displayed nha. Nhớ cho cô trường hợp đó. Tóm lại being loại này, với lại người loại. Rồi, nếu như mà tranh của em, bây giờ thử nhớ cho cô nhanh, nếu như mà tranh của em mà có gì nhỉ? Tranh của em có cái thấy xếp hàng đi. Thấy xếp hàng thì em nghĩ ngay tới cụm nào? Tâm, em thấy có xếp hàng thì em nghĩ ngay tới cụm nào? Là line up. Ừ, line in up. A row. Ờ, in a row, into row, in a row, into rows. Âm ô nha em, rows vân vân. Rồi, nếu như mà tranh, tranh chỉ gì nữa nhỉ? Tranh chỉ về cái việc mà xây dựng hay là nhà cửa trên nóc nhà, sửa chữa vân vân, thì em nghĩ ngay tới cái gì đây chút? Construction work, mấy cả repair work. Đúng rồi, repair work hoặc là construction work. Rồi, tiếp tục. Phương Linh, nếu như mà em thấy những cái về âm nhạc thì sao? Em nghĩ ngay tới gì? Âm nhạc, mấy cái nhạc cụ âm nhạc của em rồi đó. Kèn, musical instrument. Instruments. Cái gì nữa? Một cái nữa. Ôi, mới học được mà Linh. Đây, musical piece này. Cứ nhớ cho cô hai cái điều musical hết nha. Một cái là instrument là nhạc cụ. Một cái piece lúc này nó trở thành bài hát tiêu rồi. Piece, piece bình thường là mảnh đó các em. Mảnh hoặc là miếng đó. Ví dụ miếng bánh, a piece of cake. Cũng là miếng bánh đó, được chưa? Rồi, vậy nếu như mà em thấy gì nữa nhỉ? Giờ cô không nhớ hết. Não có vào mất tiêu rồi. Rồi em thấy cầu thang thì sao tính? Em thấy người ta đi xuống cầu thang thì em nghĩ tới cụm gì thì tính? Em nghĩ đến cụm walking down và walking down. Và gì nữa? Và descending. Đúng rồi, được chưa? Descending. Nhớ cho cô những cái tập cụm đó, cái đó là các em ráng đi ăn điểm á. Rồi vậy bây giờ em nhìn thấy mấy cái mà nhìn, người ta đang nhìn, người ta đang xem xét tài liệu á, thì em nghĩ tới cụm gì đây mấy anh? Exam hoặc là looking at. Đúng rồi. Cô xem còn trường hợp đó nào không nha. Cô cũng nhớ hết nữa cái này rồi nè. À rồi một cái nữa. Vậy nếu như mà em thấy, nếu như mà họ đang trưng bày hàng hóa ra,
thì em nghĩ ngay tới cụm gì Phương? On display. Gọi là display. Với lại gì nữa? Display. Being displayed. Với gì nữa? Gọi là on display. On display. Gì nữa? Gọi là be placed. À, be placed, đúng rồi, be placed, được đặt, được chưa? Được đặt ra, được đặt lên. Ví dụ cuốn sách được đặt ở trên cái kệ, books are placed on the shelves. Ví dụ như vậy, được chưa? Đặt. Rồi, bây giờ xong hết rồi, bây giờ mình qua phòng thực hành cho cô. Cứ nhớ cho cô những cái cụm đó để mà cái mẹo của mình nó những cái tip để mình nhớ. Nhưng mà thường tranh chỉ người, em để ý này, ví dụ như tranh này không có người đúng không? Tranh này chỉ có tòa nhà với lại cái xe thôi, xe đạp. Nhớ cô coi xe đạp nhỏ nhỏ nha, để cô phóng bự bự ra chứ không lỡ không nhìn thấy nữa. Đây, được chưa? Thôi, cứ xe đạp nhỏ 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 này, được chưa? Xe đạp này, hai xe ô tô này, nhà này, cửa sổ rồi các thứ này. Nhưng mà không có người nha, mà em nhớ cho cô bức tranh chỉ vật không thôi, không có người á. Thường nó chỉ có một hoặc hai bức thôi. Bây giờ cô sẽ mở cho các em nghe câu 1 trước nha. Câu 1 trước cô sẽ mở nghe hai lần và chọn đáp án cho cô. Nghe nha. We'll begin. Number one. Khoan, các em nghe rõ không có đó? Rồi cô nghe, cô nói may anh nói rõ nè. Là rõ rồi đúng không? Nếu mà ai có bị cái gì nói cô nha. Look at the picture marked number one in your test book. A. The signs are being painted. B. The building is under construction. C. Bicyclists are riding through the streets. D. Some cars are parked on the street. Rồi, cô cho nghe lại một lần nữa. Nếu bạn nào nghe rồi á, nếu bạn nào nghe chọn được đáp án rồi, đó lớp mình ráng cố gắng ghi cho cô những keyword để lát cô hỏi nha. Còn bạn nào chưa nghe được thì mình nghe lại lần hai chọn đáp án cho cô. Part 1 will begin. Number 1. Look at the picture marked number 1 in your test book. A. The signs are being painted. B. The building is under construction. C. The bicyclists are riding through the streets. D. Some cars are parked on the street. Rồi, các em chat đáp án vào cho cô xem nào. Các em cứ chat đi, sai thì sửa không sao hết nha. Cô thấy Tính đi nè, Mai Anh đi nè, Khánh Tâm đi nè, Cúc đi nè, Phương Linh đi nè, Lan đi nè, Thủy Phương đi, còn ai nữa? Ai chưa ấy đâu. Cô thấy thiếu thiếu nhỉ? Ngon đâu ngon? Ngon đi nè, với đủ hết chưa ta? 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7, 8 rồi, ok đủ rồi. Rồi, vậy đáp án của mình là câu đi đúng không? Cô khoanh trước câu đi nha. Câu đi em nghe được gì vậy Lan? Câu đi em nghe được gì Lan? Em nhớ câu của em không? Em nghe được là some car, cái gì mà on the street á. Some cars gì? Em nghe được từ mà nó là on the street. À, em nghe được cái gì mà some car on the street đúng không? Vâng. Rồi, có bạn nào nghe cái chỗ chấm chấm đó cho bạn mình không? Đúng. Bạn đang nghe được không? Cô thấy May Anh có chat all parked. Rồi, để lát cô check xem làm đúng, bạn chat đúng không nha. Lát mình sẽ cho nghe lại, cô sẽ cho nghe lại. Vậy cái câu đi. Một số cái xe ô tô thì được đậu ở trên con đường thì quá rõ rồi. Một số cây ô tô 2 cây, 3 cây thì mình gọi là some, được chưa? Ví dụ như 5, 7 cây trở lên thì mình gọi là many, a lot. Bây giờ 2 cây, 3 cây thì mình sẽ gọi là car, mình sẽ gọi là some, được. Thậm chí chỗ này họ có không dùng some. Cô ví dụ thôi, lỡ họ dùng cho em từ vehicle thì cũng là như nhau nha. Vehicle cũng là phương tiện. Lỡ họ cho em cái từ chung chung thì em cũng biết. Về đế cho cô từ parked. Nếu nhà các em được đổ, được đậu. Xe được đậu bình thường. Danh từ là công viên. Nhưng ngoài ra được đổ, được đậu ở trên đường. Vậy bây giờ câu A là gì? Cô mở lại cho nghe một lần nữa rồi trả lời câu A cho cô nha. We'll begin. Number one. Look at the picture marked number one in your test book. A. The signs are being painted.
Tâm. Em nghe được là e being painted. E being painted. Em nghe được e being painted là em loại thôi hay sao? Dạ. Rồi tại sao loại? Đó là bị động. Bị động thì đúng chứ sao sai? Dạ. Không là phải có con người tác động vô. Đúng rồi, ý sai đó là sai từ being hả? Sai từ being được chưa? Thì thành ra nó sai. Ai nghe được chứ có chủ ngữ của câu này không? The size khu vực. Bạn nào nghe được the size đó? Em này. Em nào? À Mai Anh, đúng rồi. The size là gì? Mai Anh dịch luôn cho câu này đi Mai Anh. Cái khu vực này thì đang được sơn. Ừ, những cái gì? Những cái gì đây anh? Em nghe thành chữ size. Size là cái gì? Cái khu vực ấy ạ. S-I-T-E. À, size là cái địa điểm hả? Ý em là địa điểm hả? Rồi, cô mở lại cho nghe nè. Nếu mà kia sẽ là size, còn đây là signs nha. Để cô mở cho em nghe lại câu này, cả lớp lắc nghe lại nha. 1. Look at the picture marked number 1 in your test book. A. The signs are being... Thấy không? The signs. Oh, lúc này mình nghe chữ O cho cô nha, số nhiều. Oh. Being painted. Giả sử em không nghe được cái chữ size nè, nhưng dựa vào cái mẹo em thấy being sai, em loại, được chưa? Thấy cái mẹo nó hữu dụng chưa? Nghe không còn hết câu cũng làm được. Rồi, nghe cho cô B nha. Being painted. B. The building is under construction. Chúc. The building. Gì nữa? Cái gì? Construction nhỉ? Ờ, nghe được cái gì đó? Construction. Có em nào nghe được giữa hai cái này không? Tính có nghe được giữa hai cái này là gì không tính? Cô mở lại cho nghe lần nữa nha. Painted. B. The building is under construction. Nghe được gì không tính? Em nghe ra từ under. Under là gì? Dưới. Đúng rồi, em thêm to be nữa là xong. Is under construction. Để ý luôn cho cô cộng này lên. Under construction tức là gì? Tức là hiện tại nó đang dưới cái sự xây dựng, tức là hiện tại đang xây dựng đó em. Hiện tại đang xây dựng, với lại để ý cho cô. Ngoài ra ví dụ như em đang bị gọi là, em ví dụ như under control đi. Dưới sự kiểm soát, tức là em đang bị kiểm soát đó, em hiểu không? Em đang bị kiểm soát. Hoặc là under pressure. Pressure. Dưới tác động, dưới áp lực, thì thành ra em cũng đang bị áp lực đó, em hiểu không? Em đang bị áp lực, em đang bị kiểm soát, thì thành ra ý nó cái tòa nhà nó đang được xây dựng thôi, nó đang trong quá trình được xây dựng, được chưa? Nó dưới, tức là nó dưới cái gì đó thì một cái gì đó nó bao phủ lên nó, tóm lại là cái tòa nhà nó đang dưới cái sự xây dựng, tức là nó đang xây dựng vậy thôi, tòa nhà đang xây dựng, nhưng mà đâu có ai xây dựng đâu, đúng chưa? Em nhìn tòa nhà gì mà xây dựng gì đâu, nhìn có vẻ như đã hoàn thành rồi vậy đó. Chứ nếu xây dựng nó phải để lại ví dụ như cái dàn giáo nè, hay là sơn hay là cái gì đó, nhưng đây không có một dấu tích gì của quý vị mà đang xây dựng hết, nên thành ra câu B em loại hả? Câu B em loại bởi vì nó đang ở đâu có xây dựng đâu. Còn câu C, nghe tiếp cho câu C nha. C. The bicyclists are riding through the streets. Ngon đi. Nghe được là the bicycle. Ừ đúng rồi. The bike. Cái chữ quan trọng của mình cycle. List. Số nhiều số ít em? Số ít. Rồi cô mở lại cho nghe này nha. Nhiều hay ít nha. Instruction. C. The bicyclists are riding through. Nhiều hay ít? Nhiều ạ. Đúng rồi, nhiều rõ ràng. The bicyclists o nữa, họ cho em chữ o nữa, phải là số nhiều. O gì? Riding. Đúng rồi, riding. Cô mở tiếp cho nghe này, riding gì đây? The streets. Are riding through the streets. Riding. Electric. Riding street không hả? Còn gì nữa không? Từ nào?
Riding là nghe được không Lan? Riding gì Lan? So, the bicyclists are riding through the streets. Linh, Chúc, các bạn đã nghe được không? Một giới từ rất là hay có. Mai Anh. Hả? Chu hả? Chu hả? Through. Through the street. Cái từ through này rất là hay có trong chữ X nha. Em để ý cho cô, cái từ through rất hay có trong chữ X. Những cái người cưỡi xe đạp này đang cưỡi xe xuyên suốt những con đường. Through là xuyên suốt hoặc là khắp. Một cái từ rất hay có trong chữ X. Để ý cho cô, kể cả phần đọc cũng như phần nghe rất hay có. Through là suốt, xuyên suốt hoặc là khắp cho cô. Những cái người bike, những cái người mà đi xe đạp này thì đang cưỡi xe xuyên suốt cái con đường. Đúng là có cái xe đạp là bicycle, nhưng bởi vì em nghe là gì? Em nghe là bicyclist, là danh từ chỉ người, em nghe tới đây thôi là em loại chỗ này được chưa? Thành ra đâu có người đâu mà người ta đạp xe đúng chưa? Đáp án của mình là câu đi. Có em được thắc mắc gì không? Được chưa? Ví dụ như câu A em dựa vào biết em loại, câu C em dựa vào bicyclist em loại. Thì còn câu B thì buộc em phải nghe thôi. Nó không có, ví dụ như em không nghe được cái từ hết thì em nghe là the building is chấm chấm construction, thì em tưởng tượng là tòa nhà đang xây dựng vậy thôi, thì em loại thôi. Thì còn đáp án của mình là câu đi, một số xe ô tô được đổ trên cái con đường vậy thôi. Bị động này, đây là thuộc dạng bị động này, em thấy không? Bị động và thực chất vừa bị động này mà vừa giống nhau, nó đều đổ trên đường này mà còn đều có vị trí là trên đường nữa, em thấy đầy đủ không? Em thấy đầy đủ, vừa giống nhau nè, rồi vừa bị động nè, rồi vừa vị trí là đũa trên đường nữa. Rồi, tương tự em làm cho câu 2 nha. Để cô né cái hình này xuống đi. Né này xuống để nhìn thấy câu 2, để cô phóng to ra một chút. Đây, em nhìn cái hình cho cô nè. Và dựa vào những cái từ họ cho để em làm cho câu 2 thử nha. Number 2. Look at the picture marked number 2 in your test book. A. The bicycles are lying on the ground. B. The people are driving their cars down the road. C. The bicycles are parked in front of the buildings. D. The people are riding their bicycles along the street. Okay, one more time, một lần nữa nha. Number 2. Look at the picture marked number 2 in your test book. A. The bicycles are lying on the ground. B. The people are driving their cars down the road. C. The bicycles are parked in front of the buildings. D. The people are riding their bicycles along the street. Rồi, chat cho cô đáp án nào. A. Tất cả chọn A để cô xem nào. Một nè, hai nè, ba nè, bốn nè, năm nè, sáu nè, bảy nè, tám đều chọn A nè. Rồi cô A nghe được cái gì tính? Cái xe thì được đổ ở trên mặt đất. Xe được đổ trên mặt đất. Em nghe câu đổ là bicycles are parked on the ground hả? Động từ park hả? Em nãy nghe giờ quên chị. Rồi, các bạn nào nghe được câu A không, nhớ câu A không? The bicycles are lying on the ground. The bicycles are lying. Gì? Lying. Lying là nằm đúng không? Gì nữa? On the ground. On the ground. Rồi, em May Anh dịch cho câu này đi May Anh. Nhưng cái xe đạp thì đang nằm ở trên mặt đất, em thấy nó sai sai. Các em có thấy sai không? Cái xe đạp đâu có nằm đâu. Rõ ràng nó đang đứng chứ đâu có nằm đâu các em. Nó sai, chỗ này nó sai là sai ngay cái động từ lie này. Nó sai ngay cái động từ lie, nó đâu có nằm đâu, có thấy bạn nào có làm sai hết.
Lai nó đang nằm mà bây giờ cô ngã nghiêng cái xe xuống đi, cô ngã nghiêng cái xe xuống một hàng như vậy đó, thì à thì đương nhiên cô A đúng. Bây giờ những cái xe đang đứng chỉnh hình đó mà, nên cô A mình loại được chưa? Cô cho ngay lại cô B, cô C em chọn lại nha, cho ngay lại một lần cuối, cơ hội lần cuối nha. 2. Nghe lại này. Look at the picture marked number 2 in your test book. A. The bicycles are lying on the ground. B. The people are driving their cars down the road. C. The bicycles are parked in front of the buildings. D. The people are riding their bicycles along the street. Rồi, cô nghĩ bây giờ chắc bạn đã cũng chọn đúng rồi đó. Bởi vì thứ nhất, nếu em không nghe được, em có thể dựa vào cái mẹo mà nãy giờ mình học. Mai Anh chọn C, một bạn Lộc Lan, hai, ai nữa? Chúc ba, Ngân Tâm, Phương Linh, Thúy Phương, ai nữa nhỉ? Hình như còn một bạn nữa phải không? Có ai chưa chắc không các em? Tính đâu tính, hình như tính chưa đúng không tính? Em chắc rồi. Rồi, cô thấy rồi. Rồi, vậy tại sao em chọn câu C vậy tính? Em nghe ra từ park, đổ xe. Em nghe được có chữ park thôi hả? Đổ xe thôi hả? The bicycle are parked in front of the building. Bicycle are parked gì nữa? Rồi, vậy là em nghe trực tiếp câu đó luôn đúng không? Hay là em dùng pháp loại trừ gì không? Em nghe trực tiếp. Rồi, em nghe trực tiếp là những cái xe đạp này đang đổ ở đằng trước cái tòa nhà như vậy đúng không? Rồi, có em nào dùng phương pháp loại trừ không? Nếu mà em loại trừ thì em có dùng phương pháp loại trừ dùng cái mẹo hồi nãy của mình được không? Có em nào làm được không? Vậy là các B, em nghe trực tiếp đúng không? B với D là people, là loại. Đúng rồi, câu B với câu C đều là people hết. Em để ý kỹ câu B, câu C, people hết. Giả sử em không nghe được câu C đi. Em không nghe được câu C thì em nghe câu B với câu D là em loại rồi. Bởi vì câu B là people mà. Được chưa? People có người là sai rồi. Em thấy bức tranh không? Nếu như mà em nghe nó dựa vào cái mẹ thì rất là dễ. Bây giờ câu B, một bạn là cho câu B nha. Cô mở lại câu A rồi đúng không? Bây giờ qua câu B cho cô nè. A. The bicycles are lying on the ground. B. Nghe câu B cho cô nha. The people are driving their cars down the road. Tâm. The people are driving. People are driving, you know. Rồi, cô mở lại cho nghe chỗ đó, có nó hơi dài, có khi mình quên á. People are driving their cars down the road. Their cars down the road. Đúng rồi, their cars down the road. Được chưa? Đây. Những rồi dịch cho luôn cho cô câu đó đi Tâm, em dịch cho cô đi, tập dịch cho nó quen. Ờ, trên đường ạ. Mọi người thì đang gì? Lại xe ở trên đường. Ừ, mọi người đang lái xe ô tô của họ xuống dưới đường, tức là mình hiểu là đang đi xuống dưới đường á, từ nhà ra đường á, được chưa? Thì câu này thì people là em loại rồi, không còn nghe nhiều, được chưa? Câu C, cô mở câu C để mình check thêm câu C mình làm đúng chưa nha. C. The bicycles are parked in front of the buildings. Được chưa? Bạn làm đúng rồi ha. Những cái xe này thì được đậu ở đằng trước cái tòa nhà, để cô mở nhỏ nhỏ lại, nó thấy chữ in mất tiêu rồi đây. Để ý cho cô, in front of là ở đằng trước nha, behind là ở đằng sau, trước cái tòa nhà, được chưa? Và để ý cho cô, từ park như nãy cô nói đó, nó hay có lắm. Cái xe ô tô cũng đậu đó, cái xe đạp cũng đậu đó luôn, vâng vâng. Nó hay dùng từ đậu lắm. Kể cả xe tải cũng đậu luôn. Rồi, câu đi, nghe cho cô đi nha. D. The people are riding their bicycles along the street. Lan. The people are riding along the street. People are gì? Riding, gì nữa? Hết rồi hả? Để cô mở lại cho nghe thêm một khúc nữa nha. Còn nữa. The people are riding their bicycles along the street. Their bicycle. Đúng rồi, their bicycle along the street. Along nghĩa là gì đó?
Nhớ không? Alone nghĩa là gì? Rồi thấy cười cười. Hồi nãy mới nói cái từ, hồi nãy cũng có trường có trường hợp gì mà hồi nãy có hình đầu tiên hình minh họa lên nhớ không? Cái thứ gì mà những cái xe xe chở hàng đó along the wall nhớ không? Along the dọc wall. Theo ạ. Đúng dọc. Rồi, dọc theo được chưa? Đôi khi em không nhớ, em không có nhớ là along nghĩa là gì thì em cứ nhớ cho cô là em ví dụ như cái ví dụ nãy là dọc theo bức tường thì bây giờ along the street là dọc theo con đường. Đôi khi em nhớ cái ví dụ nó lại rõ ràng hơn, nó dễ hơn là em cứ nói là along dọc theo không bao giờ em nhớ hết. Mà em nói along the street dọc theo con đường, along the wall dọc theo bức tường thì em suy ra chứ along là dọc theo được. Vậy cô dịch nha, những người thì đang cởi xe xe đạp của họ dọc theo con đường, được chưa? Xe đạp thì có đó nhưng mà không có people, lại là people em loại nữa. Suy ra đáp án của em là câu C. Có bạn nào thắc mắc câu này không, hay là có từ vựng nào không biết không các em? Rồi lại không nói cô cho qua nha, cô lại qua tiếp câu 3 nha. Nếu mà thắc mắc thì hỏi cô. Bây giờ từ câu 3 đến câu 10 đi, từ câu 3 đến câu 10 thì cô sẽ cho các em nghe hai lần và làm liên tục cho cô xem sao nha. Câu 3 đến câu 10. Rồi tập trung nha, câu 3. Mỗi câu cô sẽ cho nghe hai lần. Lần 1 dừng lại lâu một chút, lần 2 cô dừng lại nhanh nhanh hơn một chút đó nha. Câu 3. Number 3. Look at the picture marked number 3 in your test book. A. Some bags are on display. B. The closet has been emptied. C. The shelves are filled with boxes. D. Some clothes are lying on the floor. Rồi, one more time cho cái hình này. Number 3. Look at the picture marked number 3 in your test book. A. Some bags are on display. B. The closet has been emptied. C. The shelves are filled with boxes. D. Some clothes are lying on the floor. Rồi, xong hình 3 cô cho nghe hình tiếp theo nha, hình 4 nè. Hình 3 cũng không có người mà hình 4 cũng không có người nè. Gợi ý hình 4 là một hình hơi khó nha. Nên đôi khi em nghe không được thì em để ý phương pháp loại trừ cho cô nha. Nghe. Number 4. Look at the picture marked number 4 in your test book. A. Trees are being transported down the river. B. E. Buildings are overlooking the water. C. Boats are passing under the bridge. E. Children are playing in the fields. Okay, listen again. Number 4. Look at the picture marked number 4 in your test book. A. Trees are being transported down the river. B. Buildings are overlooking the water. C. Boats are passing under the bridge. D. Children are playing in the fields. Okay, next. Hình thứ 5 cũng là hình chữ vật không có người nữa em. Nhìn xung quanh và chú ý cho cô. Listen. Number 5. Look at the picture marked number 5 in your test book. A. The chairs are stacked against the wall. B. People are stepping into the water. C. Waiters are standing at the gate. D. The tables are arranged in a row. Right, listen one more time.
Number 5. Look at the picture marked number 5 in your test book. A. The chairs are stacked against the wall. B. People are stepping into the water. C. Waiters are standing at the gate. D. The tables are arranged in a row. Rồi, hình tiếp theo nha. Cứ để ý mấy cái mẹo mà cô nói đó. Để cô phóng lại cô nhỏ lại một chút bởi vì nó mắc ở bên này. Rồi. Cứ nhớ mấy cái mẹo mà cô nói hồi nãy là mình có thể áp dụng và làm được thôi. Next, number 6. Number 6. Look at the picture marked number 6 in your test book. A. A sign is hanging above some artwork. B. Plants are arranged on a stairway. C. A round table is surrounded by chairs. D. An area rug has been rolled up. Rồi, nghe lại lần nữa. Go number 6. Look at the picture marked number 6 in your test book. A. A sign is hanging above some artwork. B. Plants are arranged on a stairway. C. A round table is surrounded by chairs. D. An area rug has been rolled up. Next, number 7. Go on to the next page. Number 7. Look at the picture marked number 7 in your test book. A. The books have been arranged in piles. B. The bookshelves have fallen over. C. The cart has been turned on its side. D. The files have been stacked on the bookshelf. Một lần nữa nha. Number 7. Look at the picture marked number 7 in your test book. A. The books have been arranged in piles. B. The bookshelves have fallen over. C. The cart has been turned on its side. D. The files have been stacked on the bookshelf. Rồi, phần tiếp theo. Cố lên ba hình nữa thôi. Number 8. Look at the picture marked number 8 in your test book. A. Lampposts are standing in a row. B. A crowd of people has gathered on a beach. C. A garden has been planted on a rooftop. D. The roadway is full of vehicles. Rồi, nghe lại. Number 8. Look at the picture marked number 8 in your test book. A. Lampposts are standing in a row. B. A crowd of people has gathered on a beach. C. A garden has been planted on a rooftop. D. The roadway is full of vehicles. Ôi, la bị bé rồi. Ủa, la bị bé rồi hả? Ừ. Ủa, sao kỳ vậy nhỉ? Ủa, nãy giờ cô đâu đụng cái loa đâu ta? Để cô share lại màn hình nha.
Cô mở lại lần nữa các em xem sao nha. Nãy giờ cô cũng đâu có đụng vô loa, không biết sao luôn á. Number 8. Look at the picture. Nghe được không Tính? Được hơn không? Được rồi cô. Rồi. You're marked number 8 in your test book. A. Lampposts are standing in a row. B. A crowd of people has gathered on a beach. C. A garden has been planted on a rooftop. D. The roadway is full of vehicles. Number 8. Look at the picture marked number 8 in your test book. A. Lampposts are standing in a row. B. A crowd of people has gathered on a beach. C. A garden has been planted on a rooftop. D. The roadway is full of vehicles. Rồi. Tranh thứ 9. Tranh thứ 9 không có gợi ý nên là cô sẽ bật cho cái hình nó bự ra một chút. Number 9. Look at the picture marked number 9 in your test book. A. There are pictures on the wall. B. The tables are covered with tablecloths. C. The chairs are being put away. D. The piano is being played. Rồi, nghe lại một lần nữa. Number 9. Look at the picture marked number 9 in your test book. A. There are pictures on the wall. B. The tables are covered with tablecloths. C. The chairs are being put away. D. The piano is being played. Rồi, tranh 10, tranh cuối cùng nữa, lớp mình. Rồi, nhìn sơ qua đi. Và nghe. Number 10. Look at the picture marked number 10 in your test book. A. The baskets are empty. B. There are baked goods on shelves. C. The cabinets are being repaired. D. They're buying some bread. Rồi, nghe lại một lần cuối. Rồi mình giải. Number 10. Look at the picture marked number 10 in your test book. A. The baskets are empty. B. There are baked goods on shelves. C. The cabinets are being repaired. D. They're... Ủa, cô đi đâu rồi? Nghe là cô đi nha. D. They're buying some bread. Rồi. Bây giờ, cái câu đầu tiên em chắc đã bán cho cô đây. Câu 3 đúng không ta? Đúng rồi, câu 3, các em chắc đã bán câu 3 rồi cho cô đi. Cô xem đúng hết không? 3, à, 1 người, 2 người, 3 người. Hai này. Cô xem đủ chứ nha, bạn đang phải chắc hết cho cô nha. Rồi, câu này em nghe được gì em nhớ không? Nghe được gì em nhớ không? Linh đi, Phương Linh. Em nghe câu A của ai đã bán là gì em nhớ không? Mình giải nhanh thôi. Em không nhớ hết hả? Rồi cô mới lại câu A nha. Number 3. Look at the picture marked number 3 in your test book. A. Some bags are on display. Very easy. Linh,
Nghe được display ạ. Ủa nghe được display thôi hả? On display. Còn gì nữa không? Cái gì on display chứ? Bạn nào? Phương? Some bags. Đúng rồi. Some bags are on display. Được chưa? Đơn giản vậy thôi. Rồi những câu sau các em biết sai rồi thì thôi, cô sẽ qua những câu khác nha. Lỡ mà không có thời gian mình sửa hết nữa. Bây giờ các em chắc cho cô câu, nếu mà có thời gian cô sẽ quanh lại, nhưng mà nếu không có thời gian thì cô sẽ qua luôn nha. Các em về xem thêm. Cô chỉ sửa những câu các em sai thôi. Rồi câu 4 các em chắc vào câu 4 cho cô đi. Chỗ đó bán gì? Rồi cô check xem nào. Đúng không? Câu 4. Bốn A, hai bạn A, những bạn khác thì sao? Bốn A, những bạn khác thì sao? Ủa, những bạn khác đâu bán hả? Các em? Em không rõ A hay B. Rồi, phân vân A với B, gì nữa? Rồi, vậy cô giải câu này cho lớp mình nha. Nói chung có câu nào mà các em phân vân thì cô sẽ giải cho lớp mình. Còn câu nào mà các em đúng hết rồi thôi. Rồi, bây giờ cô giải này, các trước các em nhìn cho cô không có người đúng không? Em nghe lại câu A cho cô nè. Nghe lại từng câu cho cô nè. Number 4. Look at the picture marked number 4 in your test book. A. Trees are being transported down the river. Rồi, bạn nào ghi được cho cô câu A? Mai Anh. Cô bật lại lần nữa đi ạ. Rồi, ok. Câu này đúng là một câu khó đó em. Your test book. A. Trees are being transported down the river. Trees are being transported down the river. Transported nha em, bởi vì bị động nó đọc hơi nhanh thôi, chứ thiệt là transported down the river. Vậy tại sao mà chọn cô ấy? Cô ấy có biết em phải loại chứ, đúng chưa? Cô lại cô giả sử em nghe không hết đúng không? Bây giờ em chỉ tập trung chứ biết em cho cô để ý nè. A. Trees are being transported down the river. Thế nghe được chứ biết em không? Cô giả sử các em không nghe được hết câu, các em nghe being thôi là các em loại rồi. Being transported, being đó đâu phải là being display đâu mà suy nghĩ đúng không? Being cái gì đó, mình nghe không rõ, mà tóm lại nó không phải being displayed. Thì being em loại, được chưa? Cô mở lại câu A cho này. Một câu rất là tiếc nuối mà cô thấy hai bạn chọn A. Book. A. Trees are being transported down the river. Ok chưa? Được chưa? Suy ra câu A em loại. Giờ nghe câu B cho cô nha. B. Buildings are overlooking the water. Cô bật lại kìa. Rồi ok. Đúng là câu này hơi khó một chút. Put it down the river. B. A. Trees are being transported down the river. B. Buildings are overlooking the water. Building. Gì nữa? Đúng rồi. Gần đúng looking nhưng mà không phải looking. Em nghe thêm một chữ đằng trước đó nè. Overlooking. Buildings are overlooking the water. Đúng rồi. Chúc nghe đúng không? Buildings are overlooking the gì đó. The gì của quên mất tiêu rồi? River. The river á. B. Buildings are overlooking the water. The water nha em. The water. Được chưa? Câu này nghĩa là gì vậy Mai Anh? Những cái tòa nhà này thì nằm ở bên trên mặt nước ạ. Nằm ở bên trên mặt nước hả? Có em là dịch khác không? Overlook mà nằm bên trên gì? Nhìn ra cái phía. Đúng rồi, những tòa nhà này đang nhìn ra mặt nước mà overlook là em giống như em nhìn cái tòa nhà đi, em nhìn tòa nhà này có phải là cái hướng tòa nhà nó nhìn ra cái mặt nước không? Được chưa? Cái hướng tòa nhà này nó đang nhìn ra cái mặt nước này. Overlook là em nhìn ra hoặc là em nhìn từ trên xuống cũng được. Thì cái tòa nhà đang nhìn từ trên xuống cái mặt nước cũng được. Thì em thấy câu này đúng không?
Đúng. Đúng rồi, được chưa? Cô nói đây là câu khó, em biết tại sao? Thứ nhất là cái tòa nhà cô nói, nhưng mà bởi vì cái từ overlooking này em nghe nó hơi khó một chút, nên thành ra là em không có suy nghĩ ra, được chưa? Nên thành ra câu này hơi khó một chút. Rồi nghe thử câu C nó như thế nào, coi thử nếu như câu này mình dùng phương án loại bỏ thì mình có làm được hay không nha. Câu C cho cô. C. Boats are passing under the bridge. Ai nghe được? Cô gợi ý. Boats. Gì nữa? Are passing under the bridge. Rồi bạn nào mới nói. Chút qua chút ha vậy? Không, Mai Anh ạ. Rồi Mai Anh. Are passing under the gì? Right. Đúng rồi, nghĩa là gì? Cái cầu. Những con thuyền thì đang trôi qua cái cầu, đang trôi đúng dưới. Đúng rồi, những con thuyền thì đang trôi qua ở dưới cái cầu, under là dưới cầu, mà em nhìn dưới cái cầu có cái thuyền nào không? Đúng chưa? Thì câu này nó bị sai là sai chỗ những con thuyền này, trong này có con thuyền nào không em? Trong này không có con thuyền nào hết, em nhìn để cô phóng bự ra cho em nào không thấy nè, đây không có con thuyền nào trong này hết, được chưa? Suy ra câu C của em là sai chỗ con thuyền á. Rồi, câu D. Nếu như mà em dùng loại bỏ thì có thể câu A em được bí yên này, câu C không có con thuyền, em nghe có con thuyền là em loại từ boats đi. Nghe cho cô đi nha. D. Children are playing in the fields. Ngon. Ngon. Em nghe đi từ children. Đúng rồi, children gì nữa? Nghe được chưa? Children mấy hả? Vâng. Em còn nghe nữa không? Linh. Chúc. Are play phải là play in nha, đang diễn ra play in gì nữa? In a cái gì? In the. Rồi cô mở lại cho nghe này. D. Children are playing in the fields. In the fields. Đúng rồi, fields là cái gì đó em? Cánh đồng. Đúng rồi, những đứa trẻ đang chơi ở ngoài cánh đồng, được chưa? Thì em nhìn cho cô. Em không nghe hết, em nghe children thôi, em cũng loại bỏ rồi, thấy không? Là em được câu B đó, thấy không? Thấy được chọn câu B của em chưa? Rồi, câu 5, chat vào cho cô câu 5 xem đáp án như thế nào. Câu 5 đây. Các em chat vào cho cô xem đúng hết không? Đi, câu 5 đúng không? Thánh Tâm đi. Đi, đi. Để cô xem mấy bạn chọn đi đây. Tâm là 1, Mai Anh là 2, Trúc là 3, Ngân là 4, Tính là 5. Năm còn ba bạn nữa đâu? Linh là 6, hai bạn nữa. Của hai bạn nào? Thùy Phương nè, Ngọc Lan, Phong Phong, AD. Phương thì sao? AD luôn hả? Rồi vậy câu này cô giải luôn không? Rồi em nghe cho cô câu này nha. Number 5. Look at the picture marked number 5 in your test book. A. The chairs are stacked against the wall. Câu này nghe được gì Phương? The chair. Đúng rồi. On the wall. On gì? On the wall. On the wall thôi hả? Against the wall thôi hả? On gì chứ? Em thấy nè. Rồi ok, La em nghe cô A được gì không La? Cô mở lại cho này nha. A. The chairs are stacked against the wall. Cái từ mình hay gặp luôn á. Stacked. Đúng rồi, stacked. Stacked. Những cái ghế thì được chất chồng dựa vào cái tường. Thì em nhìn thấy có ghế nào mà chất chồng không? Mà có ghế nào dựa vào cái tường không? Được chưa? Suy ra câu này nó sai về nghĩa nha em. Câu này nó sai về nghĩa luôn á. Được chưa? Nó câu này buộc em phải nghe em sai về nghĩa, chứ nó không có dấu hiệu cho em nhận biết. Được chưa? Vậy câu B. Nó không có chắc chồng. B. People are stepping into the water. Tính em nghe được gì? Tính. Nghe được gì? People are stepping into. People are gì? Stepping into the water. The water. Nghĩa là gì em? Mọi người thì đang stepping.
đang bước xuống nước. Được chưa? Mọi người đang bước xuống nước. Thì câu này em có thể thể loại ngay chứ people luôn cho cô, khỏi cần nghe nhiều. Được chưa? Rồi câu C. C. Waiters are standing at the gate. Ngân. Nghe được gì? Ngân đâu? Em đã. Em nghe được gì không? Em nghe là từ standing ạ. Ủa, nghe được chữ standing thôi hả? Rồi cô bảo lại cho nghe. C. Waiters are standing at the gate. Phương Linh, cái từ quan trọng nè. Waiter. Đúng rồi. Waiters, gì nữa? Are the standing. Ừ, standing. Rồi, cô mở lại cho nghe. Nghe cái giới từ cho cô. Waiters are standing at the gate. At the gì? Đúng rồi, gate. Những cái người waiter, những người phục vụ đang đợi ở ngoài cái cổng. Được chưa? Thì nghe waiter loại đâu có người nào trong này đâu. Rồi, câu đi. D. The tables are arranged in a row. Mai Anh. The tables are arranged in a row. Đúng rồi. The table are arranged. Arrange là bị động, được sắp xếp đó em. In a row. Được chưa? Thấy không? Họ đang xếp hàng này. Những cái bàn thì đang được xếp thành hàng đó. Thấy không? Có hàng không? Thấy hàng dọc không? Đó. Được chưa? Còn cụ thể hơn nữa là ví dụ như cái bàn này được sắp xếp ở xung quanh cái ghế, hoặc cái ghế được sắp xếp xung quanh cái bàn. Đó cũng là đáp án của mình đó. Được chưa? Thì trong này cái khi của em là in the row này, thấy không? Rồi, câu 6, chọn đáp án cho cô đi nào. Câu 6. C. C. C, 3 người, 4 người rồi. Ai nữa? 4 người rồi, 4 người nữa. 4 em nữa đâu? Ủa, chưa nghe được câu này luôn hả em? Ủa, các em còn lại chưa nghe được hả? À, rồi, ok. Chưa nghe được, cứ chat cho cô. Rồi, vậy cô giải luôn câu này cho các em nha. Number 6. Look at the picture marked number 6 in your test book. A. A sign is hanging above some artwork. Phương Linh. Gì em? A sign. Đúng rồi, a sign. Gì nữa? Hang in. Động từ của em đâu? A sign is hanging above some artwork. Động từ to be thôi. Is gì? Mai Anh. Hang in ạ. Đúng rồi, hang in vậy thôi. Một cái biển báo hoặc là một cái báo, một cái biển hiệu thì đang được treo ở trên những cái tác phẩm nghệ thuật. Để cô xóa cái tác này đi. Các em thấy cái tác phẩm nghệ thuật đâu? Đây, cô thấy tác phẩm nghệ thuật đây nè, mà đâu có cái biển hiệu gì mà tăng ở trên, treo ở trên đây đúng không? Thì suy ra câu này là em loại. Đâu có biển hiệu nào treo ở trên có những cái tác phẩm nghệ thuật đâu. Rồi, nghe cho câu B. B. Plants are arranged on a stairway. Câu này nghe cho cô nào tính. Không nghe được. Rồi, để cô mở lại cho nha. B. Plants are arranged on a stairway. Lên arrange. Đúng rồi. Arrange on a stairway. Những cái cây này, plant tức là chữ trees đó em, những cái cây là những cái trees, những cái plants thì đang được, thì đã được, những cái cây thì được sắp xếp ở gì? Ở trên cái cầu thang nha. Đây là cầu thang ở đây, ở phía trong cầu thang này. Đây là những cái cây đây, nó ở phía ngoài cầu thang chứ phải trong cầu thang. Vì thế là em bị sai được chưa? Sai ngay chữ on này, không phải là trên cầu thang mà là ngoài cái cầu thang. Stairway là cầu thang mà, giống như cầu thang của em nó họ để trên cái cầu thang thì đúng. Nhưng bây giờ hai cây nó để ở dưới này mà, nên nó bị sai.
Loại. Câu C. C. A round table is surrounded by chairs. La. A round table. Đúng rồi, sao nữa? Tiếp tục em. Table. A round table is gì nữa? Không nghe được động từ nữa. Động từ gì? Rồi, gần được á, cố gắng lên nào. A round table is surrounded by chairs. Is surround. Đúng rồi, surrounded nha các em, bị động. Một cái bàn tròn thì được bao quanh bởi những cái ghế. Cái màu nãy giờ cô thường hay nói các em á, cái bàn được bao quanh bởi những cái ghế đó. Thì câu này em thấy đúng không? Đúng không? Nè, đây là cái bàn tròn, xung quanh là bốn cái ghế nè. Được chưa? Thì đáp án của em là C. Được chưa? Câu D nha. D. An area rug has been rolled up. Rồi, câu này ai nghe được? Tâm. Thì câu này em không nghe được. Ủa, không nghe được rồi, cô mở lại nè. D. An area rug has been rolled up. Hơi khó một chút. Có em nào nghe được không? Em nghe được mỗi từ area. Đúng rồi. An area rug. Rồi, nghe được cho cô rất là tâm thảm nè. Cô mở lại cái động từ cho nghe này nha. An area rug has been rolled up. Linh với lại Mai Anh có ai nghe được không? Have been rolled up. Đúng rồi. Has been rolled up. Tức là gì? Cái thảm hình vuông, area cũng nghĩa là hình vuông đó em, cái thảm hình vuông hoặc là area cũng nghĩa là khu vực nữa, nhưng mà tùy trong trường hợp mà mình dịch thì trong này mình hiểu là cái thảm mà hình vuông á thì nó được gì? Roll up là đang được cuộn lại, nhưng mà em thấy đang này nó đang spread, nó đang được trải ra mà. Được chưa? Nên câu này phải là sai. Nó sai cho cái động từ nè. Em nhìn thấy tính ra là câu 6 của em là em không thể nào áp dụng mèo được, đúng chưa? Câu 6 buộc em phải hiểu hết chứ em không thể nào áp dụng mèo được. Được chưa? Thì những cái trường hợp nào áp dụng mèo thì mình áp dụng thôi, còn không được thì mình đành phải cố gắng nghe giờ sao? Câu 7 các em chát vào cho cô nào, chọn đáp án gì? Câu 7 đúng hết không nhỉ? Câu 7. Ủa, không ai nghe được hả? Ủa, câu 7 các bạn đâu nghe được thiệt luôn á hả? Đi, em không nghe. Rồi, vậy cô giải luôn. Rồi, nghe câu 7 nha. Phần bước trên là phần khó. Number 7. Look at the picture marked number 7 in your test book. A. The books have been arranged in piles. The book have been arranged in the... Arrange. Tiếp tục em. Arrange. In. Đúng rồi, in gì? Cái từ quan trọng, từ quan trọng. The books have been arranged in piles. In. Ai nghe được từ này? Piles. Những cuốn sách thì được sắp xếp thành những cái chồng. Pile là chồng đống đó em. Chồng đống. Vậy theo em câu này đúng không? Những cuốn sách thì được sắp xếp thành những cái chồng, những cái đống. Đúng không? Ừ, đúng rồi, được chưa? Cô thấy mày ăn gục đầu nè. Đúng rồi, được chưa? Rồi nghe xem tại sao cô B sai cái áp dụng mèo được hay không nha. B. The bookshelves have fallen over. Chúc. The. Em chưa nghe câu này. Ngon. Em là the book ở phần kia từ đằng sau nghe được cái chữ over. Nghe được chữ over rồi. Ok, cô mở lại cho em lần nữa nha. The bookshelves have fallen over. The bookshelf. Đúng rồi. Book. Shelf gì nữa? Book. Shelf. Rồi, tiếp tục. Từ đây em chưa nghe được ạ. Các bạn nào nghe được không? A, xô rồi cô. Gần đúng, gần đúng. Cô mở lại nè.
The bookshelves have fallen over. Have fallen over, như em nói nghĩa là gì đây? Những cái kệ sách thì bị gì? Bị đổ xuống, nó bị rớt xuống đất á, được chưa? Fall over tức là bị đổ. Vậy những cái kệ sách thì bị đổ xuống đất, nhưng mà đâu có bị đổ đúng không? Được chưa? Với lại trong này chỉ có cái nhìn mấy cái kệ sách đi các em, phải kệ sách không? Nhìn có hơi giống cái kệ sách không? Nhưng mà tóm lại nó không bị đổ, được chưa? Nó sai chỗ chữ đổ nè. Rồi câu C. C. The cart has been turned on its side. Là the, gặp cái từ nãy nữa. The gì? Em không biết từ đấy. The has been. Cô mới lại nha. Been turned on its side. D. The cart has been turned on its side. The cart. Gì nữa? Has been đúng rồi. Has been turn on its side. Đúng rồi, bạn nào mới nói đó, turn on its side. Nghĩa là gì các em? Của cái xe này thì sao? Xe đẩy này thì sao? Thì đã được đưa vào cái chỗ này đúng không? Bị lật. Đúng lật. Rồi, nó bị nghiêng một bên, nó là bị lật qua một bên. X side tức là bị lật qua một bên á. Turn on là bật lên đúng không? X side là nghiêng qua một bên, thì mình hiểu là cái xe này đang bị nghiêng qua một bên. Được chưa? Mà nó đang đúng thẳng tâm vậy mà. Câu cuối. D. The files have been stacked on the bookshelf. Phương Linh, the files gì nữa? Cái từ mình hay gặp luôn á. Đúng rồi. Để mình mở lại câu đó cho nên cho hoàn chỉnh hơn nha. Files have been stacked on the bookshelf. Gì nữa? Have been. Cái động từ quen thuộc. Stacked. Đúng rồi. Stacked on. On the bookshelf. Book. Shelf. Che mất tiêu rồi, cô không thấy. Shelf. LF. Rồi, ok. Những cái hồ sơ thì được chất ở trên cái kệ sách. Thì trong này có phải có hồ sơ không? Rõ ràng là những cuốn sách. Được chưa? Thì câu này em cũng không dùng mẹo nào được luôn, bởi vì không có người cũng có bí in trong này. Buộc em phải nghe hiểu. Nên câu 7 cũng là câu khó ha. Rồi, câu 8 em chọn cho cô đáp án đi nào. Câu 8. C. A. C. CD. Gì nữa? Rồi, qua giải câu 8 luôn nha. C. Cô thấy đa số các bạn chọn C. Rồi. Câu 8 tại em biết sao? Nó nghe nó bị giật giật. Kiểu như họ cắt file nó bị giật giật á. Nên đôi khi các em nghe nó hơi khó là như vậy. Để cô sửa câu 8 cho các em nè. Do kiểu như cắt file các em nó bị giật. Number 8. Look at the picture marked number 8 in your test book. A. Lampposts are standing in a row. Đây. Mai Anh. Numbers are standing in a row. Nghĩa là gì? Lampposts are gì? Standing. Đúng rồi, standing gì nữa? In a row. In a row. Nghĩa là gì em? Cái từ đầu tiên em không biết nghĩa. Lampposts là những cái cột đèn á. Lampposts là lamp là cái đèn này. Post lúc này dịch chung là những cái cột đèn. Thì đang đứng thành một hàng. Em thấy đúng không? Đúng rồi đây nè. Bởi vì có thể là do em không nghe được chữ lampo ở đây. Một hàng lamp post nè. Thấy chưa? Đang đứng thành một hàng. Với em đấy chứ cô. In the row này nó hay có lắm chứ. In the row với lại line up đó. Nó hay có lắm. Câu 2 nha. Câu B nha. B. A crowd of people has gathered on a beach. Phương. Nghe được gì em?
Em nghe around a few people. Đúng rồi. Giờ để cô mở lại hử? A crowd of people has gathered on a beach. Ờ nha. A crowd. Gì nữa? Crowd of people. Of people. Gì? Động từ gì nhỉ? Động từ này có hay có trong chữ X luôn á. Bạn nào nghe được không? Crowd of people has gathered on a beach. Has gì? Has gathered. Đúng rồi, gathered on the beach. Gather là tụ tập lại nhé em, tụ tập lại. Tức là một nhóm người thì đang tụ tập ở trên cái bãi biển. Em nghe people là theo mẹo em bỏ, bởi vì đâu có người gì ở đây đâu. Mà phải bãi biển không? Cô cũng nhận ra có phải bãi biển hay không, nó xa quá. Nhưng mà tóm lại nghe người là loại đã. Được chưa? Tiếp tục, câu này có cái mẹo cho mình loại này, câu C. C. A garden has been planted on a rooftop. Là? Câu này nghe được không em? Giờ gì? Từ ai đến đây không? Lại đi cô. À rồi, ok. E. A garden has been planted on a rooftop. A garden has been gì? Planted. Đúng, đúng rồi, planted. Một cái khu vườn thì được trồng ở trên cái rooftop là cái mái nhà đó em, rooftop. Nên cô nhớ hoàng tử góc mái là Rooftop Prince gì đó. Cái bộ phim thời nổi tiếng đó, không biết lớp mình đã coi không. Một thời cô ghiền phim đó, cô đi. Thì em thấy không, khu vườn, đâu có khu vườn nào trên cái rooftop đây. Giả sử đây cái rooftop của em nè, không thấy cái khu vườn nào trên này hết. Được chưa? Câu này buộc em phải nghe thôi chứ không có mẹo. D. The roadway is full of vehicles. Ngon. Chúc. Rồi cô mới lại nha. D. The roadway is full of vehicles. Ờ. The roadway. Way gì nữa? Has been full of vehicles. Đúng rồi. Is full of vehicles. Được chưa? Là cái con đường này nè. Thì nó bao gồm rất là nhiều, đầy cái xe đầy đẹp, đầy phương tiện giao thông luôn. Vì hồ nói chung đầy phương tiện giao thông. Thì cô thấy trong này chỉ có một cái xe ô tô chỗ này thôi. Đây, cái xe ô tô chỗ đây thôi, còn có thấy gì nữa đâu. Được chưa? Vậy đáp án của mình là câu A. Thì chỉ có B mình áp dụng mẹo được, câu C, câu D buộc mình phải hiểu nghĩa. Rồi câu 9 chọn đáp án cho cô nào. Câu 9 này cô nghĩ là ai cũng đoán đúng hết nè, bởi vì gặp bức tranh rồi. Ai câu chín này là gặp cái câu trên rồi, nhớ câu nãy không? Rồi tất cả đều chọn ai ha. Rồi đúng rồi ha, câu chín này cô nhớ là ai cũng gặp bức tranh ở trên rồi, đúng hết rồi, khỏi sửa nha. Câu 10, chắc cho cô câu 10 luôn. Câu 10, Mai Anh B, Chúc B, hai bạn rồi đó, tính chọn đi. Rồi có một đáp án khác. Những bạn khác thì sao? Rồi, có một đáp án khác nên cô sẽ giải nha. Number 10. Look at the picture marked number 10 in your test book. A. The baskets are empty. Khánh Tâm nghe được cái gì Khánh Tâm? The basket, tắt đi rổ em, the basket gì nữa. Số nhiều này, bởi vì nhiều cái rổ này. Cái từ này hồi nãy em cũng có nói á. Empty. Đúng rồi. Empty, hồi nãy cô có nói cái một thử đó. Những cái rổ thì đang trống, mà em coi đi. Nó đang lấp đầy những cái này sao đang trống được, đúng chưa? Thì câu ấy không có mẹo, buộc em phải nghe rõ từ empty cho cô. Empty là trống, là sai. B. There are baked goods on shelves. Chúc đi, em nghe được gì chúc? There are baked goods on shelf. There are baked goods on gì? Shelves. Shelves, sờ dài nha em. Shelves. Những cái gì? Em dạy cho cô này không đi nào? Những cái bánh
thì đang ở trên kệ. Đúng rồi. Baked good tức là những cái hàng hóa mà được nướng, những cái hàng hóa được nướng ở trên cái shelf đang nói chung, hay nói cụ thể là những cái bakery, những cái bakery mà họ nói là baked good, những cái đồ nướng ở trên cái kệ. Thì đáp án của mình là câu cô B, rõ ràng rồi, được chưa? Những cái đồ nướng này, bánh mì rồi bánh sandwich, bánh gì đâu đây nè. Câu C, nghe cho câu C nha. C. The cabinets are being repaired. Tâm. The cab. The cabinet, cái từ hay gặp luôn á. Cái tủ á. Being repair. Đúng rồi, being repair. Cái này thì có mẹo cho mình dùng nè. Không có người ở đây mà cho mình từ being thì chỉ có loại thôi, được chưa? Những cái tủ thì đang được thay thế thì không thế nào không có người mà. Câu C, cabinet, để cho cô cái tủ nha, nó cũng thuộc là furniture, đồ nội thất đó ha. Câu D. They're buying some bread. Ngon nào ngon. Rồi để cô mở lại. Để cô mở lại. They're buying some bread. Bread. They're buying some bread. Đúng rồi, bread nghĩa là gì em? Bánh mì. Đúng rồi. Họ, em nghe để cho cô này they are đúng không? Họ đọc rất là nhanh thành chữ they luôn, giống như chữ they đó. They, nó giống như chữ they đó. Tức là they are buying some bread. Mà em nghĩ thì buying thì phải là người mới mua được chứ vật sao mua được. Người thì ta mới mua. Mà bây giờ đâu có người đâu thì they ở đâu ở đây? Được chưa? Người ta đang mua một số cái bánh mì. Đúng là có cái bánh mì á. Nhưng mà không có người ta ở đây, cũng có ai mua hết. Được chưa? Suy ra đáp án của mình là câu B. Rồi các bạn có thắc mắc gì không? Rồi. Cô không nghe câu trả lời câu hỏi gì hết. Vậy nghe cô giảng. Ngay bây giờ cô sẽ gửi bài tập về nhà cùng với từ vựng, các em cố gắng học bài nha. Rồi có gì giải bài tập thì sẽ là do chị Dinh đúng không? Chị Dinh giải cho em. Có gì thắc mắc các em hỏi chị Dinh. Mà nếu như mà vẫn thắc mắc nữa thì hỏi cô ha. Còn từ vựng bắt buộc phải học thôi. Còn những cái nào cái mẹo thì cố gắng học cái mẹo, bởi vì cái mẹo nó giúp mình có điểm. Còn cái nào không áp dụng mẹo được thì các em buộc phải học thôi. Nhưng mà tốt nhất phải học. Được chưa? Rồi, giúp ba lớp mình. Chúc lớp mình ngủ ngon luôn nha.